Vệ Quốc Quân chào quý vị và các bạn. Cho tới nay, vẫn không một ai có thể phủ nhận rằng chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tranh kéo dài và tàn phá khủng khiếp nhất đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại. Thậm chí khi càng đi sâu vào chi tiết của từng chiến dịch, mọi thứ còn vượt xa ngoài trí tưởng tượng của thế hệ trẻ ngày nay. Đối với Mỹ, ban đầu chiến tranh Việt Nam vốn là một cuộc chiến tranh có giới hạn, nơi mà Mỹ phải vừa đánh vừa dọn, vừa đánh vừa thí nghiệm các chiến lược, chiến thuật. Nhưng việc bị sa lầy quá lâu ở Việt Nam đã khiến Mỹ phải thực hiện một cuộc chiến tranh từng bước leo thang chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Cũng vì quy mô và độ khốc liệt tăng dần theo thời gian mà một trong những trận đánh lớn nhất quân đội Mỹ từng thực hiện, đó chính là trận đánh cuối cùng của họ trước khi rút quân hoàn toàn khỏi Việt Nam. Ở Mỹ, người ta gọi đó là chiến dịch Lybecker 2. Còn ở Việt Nam, chúng ta thường gọi đó là trận Điện Biên Phủ trên không, diễn ra trong suốt 12 ngày đêm từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972. Tại chiến dịch này, Hoa Kỳ đã huy động loại máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất của họ là pháo đài bay B-52 làm nòng cốt để ném bom giải thảm hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và các mục tiêu quan trọng trên toàn miền Bắc. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Trong 12 ngày, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom, vượt qua khối lượng bom đã ném xuống miền Bắc Việt Nam trong toàn bộ thời kỳ từ năm 1969 đến năm 1971. Sự tàn khốc của nó đã khiến cho cả các nước được cho là đồng minh của Mỹ cũng phải lên án. Thụy Điển, Australia đã gọi hành động của chính quyền Mỹ là hành động của bọn phát xít. Những tờ báo quốc tế của phương Tây viết rằng ngay cả đồng minh của Mỹ cũng phải gọi đây là một tội ác chống lại loài người. Chính quyền của Thủ tướng Australia Gough Whitlam khi đó thậm chí còn chỉ trích công khai trên truyền thông về quyết định trên của chính quyền Mỹ, mặc dù chính họ đã từng tham chiến với Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Australia vẫn bất chấp gửi công hàm phản đối về quyết định ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam của Tổng thống Nixon. Có thể nói, việc thực hiện một chiến dịch ném bom bằng đội pháo đài bay B-52 với mật độ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đã khiến Tổng thống Mỹ Richard Nixon phải đánh đổi bằng cả sinh mạng chính trị của mình. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến cuộc chiến thảm khốc nêu trên? Bối cảnh chính trị tại Việt Nam trong những năm 1971, năm 1972 sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về sự kiện có 102 này. Quay trở về thời điểm Richard Nixon thắng cử Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 1969, Nixon khi đó đã hứa hẹn trước những cử tri Mỹ rằng sẽ đem về một hòa bình trong danh dự trong chiến tranh Việt Nam. Ông cũng tuyên bố rằng ban lãnh đạo mới sẽ chấm dứt chiến tranh và giành được hòa bình tại Thái Bình Dương. Chẳng ai ngờ được, chỉ hơn 3 năm sau đó, chiến tranh Việt Nam đã leo thang lên một cấp độ mới. Trên thực tế, những gì Nixon hứa hẹn chỉ là dối trá. Dưới thời của ông ta, chính phủ Mỹ đã đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, mà trong đó lấy quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm nòng cốt thay cho quân Mỹ đang rút quân khỏi Việt Nam. Mục tiêu vẫn muốn chia cắt đất nước Việt Nam để thao túng lâu dài về mặt chính trị. Trên bàn đàm phán Paris, Mỹ liên tục tìm cách lảng tránh và không chịu đi vào đàm phán thực chất đối với việc rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Sau đó, dù đã trải qua 3 năm, nhưng kết quả đàm phán vẫn chưa được thống nhất và hai bên chỉ có thể dùng kết quả trên chiến trường để giải quyết vấn đề ngoại giao. Tháng 2 năm 1971, Mỹ hậu thuẫn cho Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Lam Sơn 719 nhằm vào các cứ điểm trọng yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trên thực tế, chiến dịch Lam Sơn 719 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1971 là một thử nghiệm quan trọng về khả năng quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể tự chiến đấu trong tình huống Mỹ tiếp tục rút quân ra khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam. Một thử nghiệm về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và năng lực hoạt động độc lập một cách hiệu quả của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thử thách của chiến dịch là phá vỡ hệ thống hậu cần của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Lào và cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh tại thị trấn Sepol nằm cách biên giới Việt-Lào 42 km về phía Tây. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự yểm trợ đắc lực từ không quân Mỹ, thế nhưng trái ngược với những kỳ vọng, chiến dịch đã bị quân giải phóng đánh cho tan tác, làm tiêu tan những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội miền Nam, phá tan niềm tin mà những cử tri Mỹ đặt vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Thừa thắng xông lên, tại cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 1971, 5 tháng sau chiến dịch Lam Sơn 719 do đối phương phát động, các thành viên chủ chốt trong Bộ Chính trị đã quyết định đáp trả bằng cách mở một cuộc tấn công lớn vào năm 1972 trên 3 hướng chiến lược: Trị Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
trong đó hướng Đông Nam Bộ, tuyến Lộc Ninh, Bình Long, Trơn Thành, Bến Cát được chọn làm hướng tấn công chính. Hướng Trị Thiên, Tây Nguyên là các hướng tấn công thứ yếu. Đồng bằng Trung Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ là những hướng phối hợp. Lần này, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện một loạt chiến dịch tiến công quy mô lớn, hiệp đồng binh chủng, tiến công sâu và hệ thống phòng ngự tại những hướng chiến lược quan trọng gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, đồng bằng khu 5 và khu 8, Nam Bộ. Suốt chiến dịch, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dùng cách đánh theo lối quy ước để dằn mặt Việt Nam Cộng Hòa. Qua đó, chứng minh cho nhân dân Mỹ thấy chế độ bù nhìn do Mỹ dựng lên sẽ không thể tồn tại lâu bền tại miền Nam. Những gì Nixon hứa hẹn chỉ là hư ảo. Chiến lược Việt Nam Hóa chiến tranh rồi sẽ đi đến thất bại và người Mỹ sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán nghiêm túc với Việt Nam. Cuộc tiến công xuân hè năm 1972 bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 1972 và kéo dài tới tận 31 tháng 1 năm 1973 mới chấm dứt. Tháng 7 năm 1972, chiến dịch xuân hè giành được nhiều thắng lợi. Quân giải phóng sau cuộc chiến đã làm chủ được nhiều vùng đất đai. Giờ đây, chính phủ cách mạng lâm thời không chỉ có đất, có dân mà đã còn có thủ đô giải phóng ở Đông Hà, Quảng Trị. Thắng lợi của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường đã tạo nên sức ép cực lớn từ dư luận Mỹ, buộc chính quyền Nixon phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh theo những điều kiện có lợi cho Hà Nội. Trên bàn đàm phán tại Paris, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nêu rõ những yêu sách của mình, trong đó có những điều đặc biệt như Hoa Kỳ và các nước phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hoa Kỳ phải rút hết quân viễn chinh và quân đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự Mỹ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Nhấn mạnh, các bên phải để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do. Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt. Đến lúc này, Hà Nội đã có sự nhượng bộ quan trọng. Nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình giải thích, nếu trước đây chúng ta đều nêu ra hai yêu cầu, một là Mỹ xâm lược Việt Nam thì Mỹ phải hoàn toàn rút khỏi Việt Nam vô điều kiện, và thứ hai là Mỹ dựng lên chính quyền ở Sài Gòn thì Mỹ phải đánh đổ. Nhưng tới năm 1972, Hà Nội chỉ còn tập trung vào yêu cầu thứ nhất, đó là Mỹ phải rút đi. Còn vấn đề chính trị miền Nam thì người Việt Nam sẽ giải quyết với nhau. Về phía Mỹ, để bảo vệ chiếc ghế tổng thống của mình, Nixon và Kissinger đã chấp nhận những điều khoản đàm phán do Hà Nội đề xuất. Ngày 20 tháng 10 năm 1972, hai bên đã hoàn thành cơ bản dự thảo văn bản hiệp định và nhất trí sẽ ký chính thức vào ngày 31 tháng 10 năm 1972. Trước đó, ngày 30 tháng 9 năm 1972, báo cáo về Hà Nội, Cố vấn Lê Đức Thọ và trưởng đoàn Xuân Thủy nhận định, nếu để sau bầu cử, ta khó mà buộc Mỹ nhân nhượng hơn những điểm mà ta có thể đạt được trước ngày bầu cử, và còn có thể có khả năng Mỹ ngụy sẽ lật lọng những điều Mỹ thỏa thuận với ta trước tuyển cử. Nỗi lo này khiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra sức thúc ép Nixon ký hiệp định Paris trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Tuy nhiên, việc thúc ép không được thuận lợi. Hai tuần trước ngày bầu cử, Nixon đã bất ngờ nhắc nhở Kissinger rằng một thỏa thuận quá hấp tấp, không có sự ủng hộ của Việt Nam Cộng Hòa sẽ là một bất lợi quá lớn về chính trị. Việt Nam Cộng Hòa vốn không được Mỹ cho phép tham gia họp kín để đàm phán về điều khoản hiệp định, đã ra sức phản đối bản dự thảo hiệp định. Họ phản đối việc Quân đội Nhân dân Việt Nam được giữ những vị trí của họ tại miền Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho rằng Hoa Kỳ làm vậy là để rũ bỏ trách nhiệm với họ. Ngày 7 tháng 11 năm 1972, Richard Nixon tái đắc cử Tổng thống Mỹ với số phiếu cao áp đảo, có quyền lực mới trong tay. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ yêu cầu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải thương lượng lại nội dung bản hiệp định Paris. Lúc này, Nixon đã đạt được mục tiêu chính trị cao nhất của mình và không muốn mang tiếng là đã bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa. Nên phía Hoa Kỳ đòi thay đổi lại nội dung cốt lõi nhất của dự thảo hiệp định, đó là về quy chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 1972, Cố vấn Henry Kissinger đề nghị sửa đổi 69 điểm trong bản dự thảo hiệp định. Mỹ đưa ra yêu sách quân đội Hoa Kỳ sẽ cùng các đồng minh nước ngoài rút khỏi Việt Nam, nhưng với điều kiện Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng phải rút khỏi Nam Việt Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ có quyền tồn tại trong giải pháp hòa bình, không có tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Với những người Cộng sản Việt Nam, những điều kiện này không khác gì một bản hiệp định Geneva lần 2, vì nó tỏ rõ mưu đồ chia cắt đất nước Việt Nam lâu dài của những đế quốc. Đặc biệt với điều khoản, khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam thì Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng phải rút khỏi miền Nam Việt Nam.
Những đề nghị như vậy không khác gì đặt những người cộng sản ngang hàng với kẻ xâm lược là Mỹ. Ngày 3 tháng 12 năm 1972, đàm phán một lần nữa đi vào bế tắc. Từ ngày 4 đến 13 tháng 12, đàm phán tại Paris bùng nổ tranh cãi dữ dội khi phía Mỹ một lần nữa lật lại vấn đề cốt lõi, quy chế của lực lượng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nêu vấn đề khu phi quân sự. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kịch liệt phản đối, họ đe dọa Mỹ bằng cách thu hồi các nhượng bộ từ các buổi họp trước đó và đưa ra đòi hỏi mới, trong đó có việc lật lại vấn đề cơ bản về trao trả tù binh Mỹ. Nixon lập tức triệu hồi Kissinger về Mỹ và ngừng đàm phán. Ngày 5 tháng 12 năm 1972, Nixon điện cho Kissinger thông báo rằng tôi có thể sẵn sàng cho phép ném bom ồ ạt miền Bắc Việt Nam. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon họp với Cố vấn An ninh Kissinger, tướng Alexander Haig và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Thomas Moore, thông qua lần cuối cùng kế hoạch chiến dịch Lyme-Baker 2. Mục tiêu mà Hoa Kỳ đặt ra trong chiến dịch Lyme-Baker 2 là duy trì nỗ lực tối đa để phá hủy tất cả các tổ hợp mục tiêu chính ở khu vực Hà Nội và Hải Phòng, trong đó phá hủy đến mức tối đa những mục tiêu quân sự chọn lọc tại vùng lân cận của Hà Nội, Hải Phòng. Lyme-Baker 2 cũng loại bỏ rất nhiều các hạn chế trong các chiến dịch trước đó ở Bắc Việt Nam. Mục tiêu của Lyme-Baker 2 sẽ được triển khai với cường độ, sức công phá và mật độ lớn đến mức khủng khiếp để buộc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải chấp nhận điều khoản của Mỹ, đồng thời tỏ rõ cho Nguyễn Văn Thiệu thấy rằng Hoa Kỳ đã cố làm hết trách nhiệm bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa thay vì rút lui mà không chiến đấu. Cũng trong ngày 14 tháng 12 năm 1972, Nixon gửi một tối hậu thư cho Hà Nội, nêu trong 72 giờ đồng hồ để quay lại ký theo phương án Hoa Kỳ đề nghị, nếu không sẽ ném bom lại Bắc Việt Nam. Trung tá Mỹ Ando còn khẳng định chắc chắn rằng tôi nói chắc với các anh không quá trung tuần tháng 1 năm 1913 là có thể ký kết với Hà Nội. Ngày 15 tháng 12 năm 1912, Lê Đức Thọ và Kissinger chia tay nhau tại sân bay Le Bourget, Paris. Ngày 16 tháng 12, Kissinger họp báo tại Washington DC đổ lỗi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kéo dài đàm phán. Tối 18 tháng 12, khi Lê Đức Thọ vừa về đến nhà thì những trái bom đầu tiên từ B-52 trong chiến dịch Lyme-Baker 2 rơi xuống Hà Nội, mở màn cho trận oanh tạc khủng khiếp nhất trong lịch sử chưa từng có trong lịch sử không quân Hoa Kỳ. Trên thực tế, những diễn biến trên không nằm ngoài dự liệu của các nhà lãnh đạo Bắc Việt, bởi từ những năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán về sự kiện này. Năm 1962, ngay từ khi đế quốc Mỹ còn chưa trực tiếp can thiệp bằng B-52 và Việt Nam, thì mối quan tâm về B-52 đã được người đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ ra. Và ngày 12 tháng 4 năm 1966, khi đế quốc Mỹ đã dùng máy bay B-52 ném bom đèo Mụ Dạ, tỉnh Quảng Bình, người đứng đầu Hà Nội đã lập tức đưa ra nhận định, sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Không ai có thể ngờ rằng, thực tế chiến trường đã diễn ra như những gì Hồ Chủ tịch tiên liệu. Một con người nhưng lại có thể lường trước được đường đi nước bước của cả một cường quốc tận hàng chục năm. Điều này không khác gì kết quả thắng thua trên bầu trời Hà Nội đã sớm được định đoạt, ngay từ khi nó còn chưa hề bắt đầu. Cuối tháng 11 năm 1972, trước thái độ hung hăng lật lọng của Mỹ, Quân ủy Trung ương Việt Nam đưa ra nhận định, đế quốc Mỹ có thể sẽ liều lĩnh dùng tới B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng để buộc chúng ta phải ngồi xuống bàn đàm phán. Ngày 24 tháng 11 năm 1972, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng cùng các tham mưu phó Trần Quý Hai, Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh, Phùng Thế Tài đã thông qua và phê chuẩn kế hoạch đánh B-52, yêu cầu nhiệm vụ công tác chuẩn bị phải xong trước ngày 3 tháng 12 năm 1972. Bước sang đầu tháng 12 năm 1972, đích thân Tổng Bí thư Lê Duẩn đã xuống Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân để trực tiếp nghe tư lệnh Lê Văn Chi trình bày về kế hoạch đánh B-52. Ông đã nhấn mạnh, để gây sức ép với ta, trước sau Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ném bom Hà Nội. Quân dân ta, mà nòng cốt là Quân chủng Phòng không Không quân, phải kiên quyết làm thất bại âm mưu này của chúng. Lịch sử phải xảy ra như nó phải xảy ra. Những lợi ích cốt lõi của dân tộc là thứ không thể đánh đổi. Sự cứng rắn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sự ngoan cố của đế quốc Mỹ đã dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô chưa từng thấy. Sự bế tắc trên bàn đàm phán Paris cuối tháng 11 năm 1972 đã báo hiệu cho một trận chiến ác liệt sắp sửa bắt đầu.
xin được chào quý vị và các bạn. Tháng 5 năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ tham mưu tác chiến của quân chủng phòng không đặt vấn đề rằng tỷ lệ B-52 bị bắn rơi mức độ nào thì Nhà Trắng sẽ rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ sẽ không chịu nổi và phải thua. Sau mấy tuần nghiên cứu, câu trả lời được đưa ra: nếu tỷ lệ thiệt hại của B-52 bằng hoặc vượt quá 10% trên tổng số B-52 tham chiến, Mỹ sẽ không thể chịu đựng được và sẽ phải dừng chiến dịch. Lý do B-52 là vũ khí chiến lược mạnh nhất của không quân Mỹ, được vận hành bởi các phi công được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng. Nếu bị thiệt hại quá 10% thì Mỹ khó mà thay thế ngay được. Nếu không ngừng chiến dịch thì Mỹ sẽ không còn đủ lực lượng B-52 để đối trọng với Liên Xô. Ngoài ra, nhiều phi công Mỹ được trao vinh dự lái B-52 đều là con cháu của các gia tộc có thế lực. Nếu tỷ lệ chết trận của các phi công quý tộc này tăng cao thì chính phủ Mỹ sẽ gặp rắc rối lớn. Trên cơ sở đó, khi Mỹ mở chiến dịch Lightbacker 2, quân chủng phòng không Không quân Bắc Việt đã quyết tâm sẽ hạ đủ số lượng B-52 được điều đến tham chiến. Tuy nhiên, để hạ gục 10% số B-52 cũng không phải là dễ dàng. Lý do thứ nhất là đến từ tính hiện đại của pháo đài bay B-52. Dường như trên thế giới chỉ có Liên Xô là có đủ công nghệ để đánh chặn nó. Một chiếc B-52 thường được trang bị đến 15 máy gây nhiễu. Trong một phi vụ oanh tạc, chúng lại thường đi thành nhóm 3 chiếc theo đội hình mũi tên. Một tốp 3 chiếc B-52 như vậy có tới 45 máy. Như vậy, tất cả nhiễu của 3 chiếc B-52 đó gộp lại tạo thành một dải nhiễu chồng chéo, dày đặc, đan xen, công suất rất lớn và rộng, có khả năng che toàn bộ máy bay trước hệ thống radar, tên lửa phòng không của đối phương. Xác suất đánh trúng B-52 càng thấp hơn khi các phi đội này không hoạt động độc lập mà còn được hộ tống bởi các máy bay trinh sát điện tử EA-6A, EB-66, EC-121 và các chiến đấu cơ F-4, F-105, A-6, A-7 với các thiết bị gây nhiễu chủ động và thụ động đi kèm. Các đài radar nhìn vòng P-12 của các tiểu đoàn tên lửa SAM-2 có lúc chỉ thu được các dải nhiễu đậm đặc, có lúc làm trắng xóa cả màn hình. Chưa kể, B-52 còn có tên lửa SAI sẽ được phóng đi để tìm và bắt mục tiêu là các trạm thu sóng radar của đối phương. Khi cách radar vài chục mét thì tên lửa phát nổ lần thứ nhất, văng ra hàng vạn viên bi vuông để phá hủy radar. Tiếp đó, phần còn lại lao xuống đất nổ lần thứ hai để phá hủy nốt. Tại Trung Đông, hàng chục hệ thống tên lửa phòng không của khối Ả Rập từng bị loại tên lửa này phá hủy, khiến lực lượng này mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Điều này có nghĩa là những chiến sĩ làm nhiệm vụ đánh B-52 ngoài việc phải vạch nhiễu, bắt bằng được B-52 thì còn phải bảo vệ trận địa tên lửa dưới chiến trường. Khi chiến dịch Lightbacker 2 diễn ra, quân đội nhân dân Việt Nam còn đang khá thiếu về số lượng hệ thống tên lửa SAM-2, chỉ có từ 36 đến 50 tổ hợp trên toàn chiến trường. Do đó, nếu bị tên lửa đối phương nhắm trúng, khả năng tiêu diệt B-52 lại càng xuống thấp. Các chuyên gia Mỹ tin rằng, trừ khi có quân đội Liên Xô tham chiến, còn không, không thể có chuyện B-52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. Lý do thứ hai là loại vũ khí duy nhất có khả năng đối đầu với B-52 là SAM-2 đã hoàn toàn lạc hậu. Ở thời điểm năm 1972, SAM-2 là loại tên lửa phòng không duy nhất có trong trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam, được sản xuất vào giữa thập niên năm 1950. Đến thời điểm năm 1972, SAM-2 đã bị lộ bí mật công nghệ cho đối phương. Không quân Mỹ có một thuận lợi khi thực hiện chiến dịch Lightbacker 2, đó là trong chiến tranh 6 ngày vào năm 1967, Israel đã tịch thu được hơn 20 hệ thống SAM-2 nguyên vẹn bị quân Ả Rập bỏ lại khi rút chạy. Nhờ vậy, Mỹ đã nắm được tường tận chi tiết của hệ thống này. Năm 1969, đến lượt một hệ thống radar cảnh giới P-12 của Ai Cập bị Israel bắt giữ nguyên vẹn. Toàn bộ kết quả phân tích được chuyển giao cho Mỹ. Đến năm 1970, các loại radar phòng không chủ yếu của quân đội nhân dân Việt Nam đều đã bị Mỹ nắm bắt và Mỹ đã chế tạo ra các thiết bị gây nhiễu rất hiệu quả để đối phó với lưới lửa phòng không Bắc Việt. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, bộ đội Việt Nam đã được một phen bất ngờ khi Mỹ huy động 20 máy bay B-52 ném bom 3 trận lớn vào Hải Phòng. Hai trung đoàn tên lửa số 238 và 285 đã phóng lên đến 93 quả tên lửa SAM-2, nhưng không diệt được chiếc B-52 nào vì bị gây nhiễu quá nặng. Tên lửa SAM-2 vốn có thể hạ mục tiêu ở độ cao trên 24.000m, trong khi trần bay tối đa của B-52 chỉ là 17.000m. Sự tụt hậu đó đã đặt phía Việt Nam vào tình trạng báo động. Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho quân chủng phòng không không quân phải lập tức nghiên cứu các biện pháp chống nhiễu. Qua quá trình quan sát, phía Việt Nam phát hiện ra rằng hệ thống B-52 chỉ tập trung chế áp
gây nhiễu các radar của tên lửa và không quân mà đã bỏ qua không chế áp radar pháo cao xạ. Tận dụng sơ hở này, lực lượng phòng không Việt Nam đã cho ra đời nhiều loại radar mới chuyên dụng để bắt sóng B-52. Kết quả là trong thời gian diễn ra chiến dịch, chỉ với 1 đến 2 lần phóng, tên lửa SAM-2 đã có thể chạm được tới B-52. Thử nghiệm trên chiến trường khi đó cũng cho kết quả khả quan. Trước khi chiến dịch diễn ra ít ngày, ngày 22 tháng 11 năm 1912, Bộ đội Tên lửa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành công trong việc bắn trúng một chiếc B-52 tại Thanh Hóa. Chiếc máy bay B-52 bị hư hại nặng, nhưng tổ lái đã cố gắng xoay sở để lái chiếc máy bay rách nát về tới sân bay ở Thái Lan rồi hạ cánh, thoát ra ngoài trước khi chiếc B-52 bị bốc cháy hoàn toàn trên đường băng. Ngoài ra, lúc diễn ra cuộc chiến, để đối phó với tên lửa Sai chuyên tìm diệt của Mỹ, quân đội Việt Nam đã tắt máy đột ngột và quay đài anten đi hướng khác. Tên lửa Sai cứ thế lao theo quán tính và rơi chệch trận địa. Cùng với trận địa chính, bộ đội Việt Nam làm nhiều trận địa giả, sau mỗi lần phóng tên lửa lại nhanh chóng kéo bệ sang trận địa khác. Những quả tên lửa giả được làm bằng cót, phủ sơn trông như thật. Khi tên lửa thật phóng đạn thì các bệ tên lửa giả cũng đốt rơm, tạo khói mù mịt, đánh lừa máy bay Mỹ, khiến chúng không nhận ra đâu là trận địa thật. Nhờ vậy, trong suốt 12 ngày đêm của chiến dịch, chỉ có một số ít trận địa phòng không bị đánh trúng. Lực lượng phòng không Việt Nam vẫn bảo toàn được lực lượng để tiếp tục chiến đấu. Sau khi đã hoàn thiện cách đánh B-52, Việt Nam đã điều động phần lớn lực lượng phòng không, chủ lực gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch, bao gồm 3 sư đoàn phòng không 361, 363, 375 với 23 tiểu đoàn tên lửa SA-2 tương đương 60% toàn lực lượng, 13 trung đoàn pháo cao xạ tương đương 50% toàn lực lượng, 4 trung đoàn không quân tương đương với 100% toàn lực lượng, 4 trung đoàn radar tương đương với 80% toàn lực lượng, 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn phòng không của các quân khu Việt Bắc, Hữu Ngạn, Tả Ngạn, Sông Hồng. Ngoài ra, còn có 346 đội phòng không của dân quân tự vệ với 1.428 khẩu pháo hoặc súng máy phòng không. Tổng cộng đã có 54.000 chiến sĩ và dân quân tham gia các hoạt động chiến đấu hoặc vận tải. Về phía Mỹ, với quyết tâm ép bằng được Hà Nội phải ngồi xuống bàn đàm phán, Mỹ đã huy động gần 50% số B-52 của toàn nước Mỹ, tương đương 197 trên tổng số 400 chiếc, và gần 1/3 số máy bay chiến thuật của toàn nước Mỹ, tương đương 1.077 trên tổng số 3.041 chiếc. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon gửi tối hậu thư cho Hà Nội, hẹn cho 72 giờ Hà Nội phải quay lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris theo nội dung Mỹ đã soạn sẵn. Nếu không, Mỹ sẽ ném bom hủy diệt để đưa miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 1972, do không nhận được hồi âm, Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã miền Bắc. Sáng 18 tháng 12 năm 1972, Phó Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa điện chỉ đạo cho các bộ, cơ quan và một số địa phương rằng địch có thể ném bom Hà Nội, Hải Phòng, cần thực hiện tốt kế hoạch sơ tán nhân dân của thành phố. Bộ Tổng tham mưu thì điện chỉ đạo các đơn vị đề phòng địch dùng B-52 đánh phá các mục tiêu trọng điểm. Các binh chủng, pháo cao xạ, tên lửa, radar, không quân, pháo binh sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đánh trả máy bay, tàu chiến địch, tổ chức quan sát, báo động, sơ tán, đào hầm hào, phù hợp với công an và nhân dân, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản. Trận chiến chính thức nổ ra vào đêm ngày 18 tháng 12 năm 1912. 18 giờ 50 phút, quân chủng phòng không không quân chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. 19 giờ 10 phút, đại đội radar 16 phát hiện tín hiệu nhiễu từ B-52. 19 giờ 15 phút, trung đoàn 291 phát hiện B-52 và báo cáo B-52 đang vào miền Bắc. Từ 19 giờ 25 phút đến 20 giờ 18 phút, nhiều tốp B-52, mỗi tốp 3 chiếc tiến vào trận địa, nhanh chóng dội những loạt bom đầu tiên xuống khu vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm. 19 giờ 44 phút, quả đạn tên lửa đầu tiên của tiểu đoàn 78 thuộc trung đoàn tên lửa 257 được phóng lên, phát đi tín hiệu đáp trả của phòng không Việt Nam. Trung đoàn tên lửa 261 được lệnh đánh tập trung, tiêu diệt tốp máy bay 671 từ hướng Tam Đảo, đánh phá các kho tàng ở Đông Anh, Cổ Loa. Một kiếp chiến đấu của tiểu đoàn 59 đã phóng hai quả đạn từ cự ly thích hợp hạ một máy bay B-52. Đây là chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội, cách trận địa chưa đầy 10 km. Đêm 18, rạng sáng ngày 19 tháng 12, Mỹ tiếp tục huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt bom xuống thủ đô Hà Nội, xen kẽ có 8 lần chiếc F-111 và 127 lần chiếc máy bay cường kích.
ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc thủ đô Hà Nội, 85 khu vực dân, làm chết 300 người. Quân Việt Nam cũng phản kích và đợt đáp trả này bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có tới 3 máy bay B-52, 2 chiếc rơi tại chỗ. Tin tức nhiều siêu pháo đài bay B-52 bị hạ gục ngay trong đêm đầu tiên tham chiến đã làm các tướng lĩnh không quân Mỹ bị choáng váng. Cũng trong đêm 18, rạng sáng 19 tháng 12, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến một số đơn vị phòng không không quân và khu vực Đông Anh, Yên Viên, nơi vừa bị B-52 của giặc Mỹ ném bom, động viên thăm hỏi bộ đội và nhân dân thủ đô. Ngay khi mặt trời mọc vào sáng hôm 19 tháng 12, tin báo về hai chiếc B-52 đã bị hạ ngay trong đêm đầu tiên. Điện mừng từ khắp nơi tới tấp gửi về Bộ Tư lệnh Phòng không thủ đô. Tướng Trần Nhẫn kể rằng, một bầu không khí đặc biệt tràn ngập sở chỉ huy các cấp từ các tiểu đoàn tới Bộ Tổng tham mưu, từ hậu phương miền Bắc tới tiền tuyến miền Nam. Việc lực lượng phòng không thủ đô đã đương đầu và giáng trả được loại vũ khí mạnh nhất của Mỹ, điều đó đã làm nức lòng quân dân cả nước. Sáng 19 tháng 12 năm 1912, Bộ Chính trị họp chỉ đạo về đánh máy bay B-52. Đêm 19 tháng 12, máy bay B-52 tiếp tục ném bom Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định. Riêng ở Hà Nội, Mỹ sử dụng 87 lần chiếc B-52 và hơn 200 lần chiếc máy bay cường kích ném 3 đợt bom xuống 68 điểm thuộc nội và ngoại thành. Lưới lửa phòng không Bắc Việt đáp trả và bắn rơi một máy bay B-52, một máy bay F-4. 19:27 phút đêm 20 tháng 12 năm 1972, Mỹ tiếp tục sử dụng 93 lần chiếc B-52 và hơn 100 lần chiếc máy bay cường kích các loại vào đánh phá Hà Nội và một số mục tiêu ở khu vực Hải Phòng, Thái Nguyên. Song lần này, phía Mỹ bị đáp trả còn dữ dội hơn khi đối phương chỉ với 35 quả đạn đã bắn rơi 7 chiếc B-52, trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ. Đại đội tự vệ của 3 nhà máy cơ khí Mai Động, Gỗ Hà Nội và cơ khí Lương Yên thì bằng 19 viên đạn 14,5mm đã bắn rơi một máy bay F-111 cánh cụp cánh xòe của Mỹ. Ngày 20 tháng 12 năm 1972, đêm thứ 3 chiến dịch, dường như các trắc thủ Việt Nam đã nắm bắt chiến thuật của không quân Mỹ. Các máy bay B-52 sẽ bay theo hàng dài qua các khu vực đã định trước. Sau khi thả bom, đội bay sẽ thực hiện rẽ. Máy bay thường nghiêng về phía rẽ. Nhưng khi rẽ nghiêng như vậy, các thiết bị gây nhiễu điện tử của máy bay sẽ hướng lên trời, khiến máy bay trở nên dễ bị phát hiện và tạo sơ hở cho tên lửa đất đối không. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 1979, tin về việc B-52 bị bắn rơi vẫn bị giấu nhẹm. Song các ghi chép của Chánh văn phòng Nhà Trắng đã miêu tả về đêm 20 tháng 12 là một đêm về sự đau lòng nhức óc của Tổng thống Richard Nixon. Ông ta như tối sầm dưới sức nặng về những tổn thất quá lớn của B-52. Ngày 21 tháng 12 năm 1972, Mỹ sử dụng 180 lần chiếc máy bay chiến thuật. Từ đêm, Mỹ huy động thêm 24 lần chiếc B-52, 36 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá các mục tiêu trọng yếu của ta tại Hà Nội và một số khu vực tại Bắc Giang, Hải Phòng. Nhưng tình thế của 3 ngày trước vẫn lặp lại, quân và dân Việt Nam đã bắn rơi 11 máy bay, trong đó có 3 chiếc B-52, 2 chiếc F-4, 2 chiếc A-7, 1 chiếc F-111, 1 chiếc A-6, 1 chiếc JA-50, 1 chiếc F-105. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 1972, Mỹ sử dụng 56 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá các mục tiêu quanh Hà Nội. Từ đêm, họ sử dụng 24 lần chiếc B-52 và 30 máy bay chiến thuật hộ tống cùng 9 máy bay F-111 đánh các mục tiêu tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam tiếp tục bắn rơi thêm 6 máy bay, trong đó bắn rơi tại chỗ 3 chiếc B-52, 1 chiếc F-111, 1 chiếc F-4. Trước những tổn thất không ngừng của B-52, Nixon ra lệnh tiếp tục ném bom nhưng ở quy mô nhỏ hơn và chuyển hướng không kích ra ngoài Hà Nội để tránh xâm hại. Ngày 23 tháng 12 năm 1972, ban ngày, Mỹ sử dụng 54 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá các khu vực ngoại thành Hà Nội. Ban đêm, Mỹ sử dụng 33 chiếc B-52 đánh Đồng Mỏ, Lạng Sơn và khu vực Bắc Giang, 30 máy bay F-4, F-105 và 7 máy bay chiến thuật của Hải quân, 11 máy bay F-111 đánh phá các sân bay Nội Bài, Yên Bái, Kiến An và một số mục tiêu tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Việt Nam đáp trả và bắn rơi 4 máy bay, trong đó có 2 chiếc B-52, 1 chiếc F-4 và 1 chiếc A-7. Ngày 24 tháng 12 năm 1972, ban ngày, Mỹ sử dụng 44 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá khu vực Thái Nguyên, Hà Bắc. Ban đêm, Mỹ sử dụng 33 lần chiếc B-52, 39 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá ác liệt Ga Kép, Bắc Giang, các sân bay Yên Bái và khu vực Vĩnh Tuy, Hà Nội. Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 5 máy bay, 1 chiếc B-52,
hai chiếc F4, hai chiếc A7. 24 giờ ngày 24 tháng 12, Mỹ tạm ngừng tập kích để củng cố tinh thần, lực lượng. Ngày 25 tháng 12 năm 1972, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhận định địch sẽ đánh phá trở lại Hà Nội ác liệt hơn. Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng các địa phương miền Bắc cần rút kinh nghiệm các trận đánh trước, tiếp tục củng cố tinh thần, lực lượng, đánh địch trong những ngày tới, tranh thủ thời gian địch ngừng đánh phá. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng không, ba thư quân của các địa phương, nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã khẩn trương rút kinh nghiệm, tìm cách đánh, kịp thời ứng phó với các thủ đoạn đánh phá của địch. Ngày 26 tháng 12 năm 1972, từ 13:00 đến tối, Mỹ sử dụng 56 lần chiếc máy bay cường kích các loại, ném bom dữ dội các khu vực trận địa tên lửa và trạm biên thế Đông Anh. Từ 22 giờ 5 phút đến 23 giờ 20 phút, Mỹ sử dụng 105 lần chiếc B-52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đánh phá ồ ạt liên tục vào nhiều mục tiêu khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, ném bom giải thảm dữ dội, tàn phá tất cả các mục tiêu nội ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là phố Khâm Thiên và khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mặc dù trận càn quét đã trở nên mạnh bạo hơn những ngày đầu trận đánh, nhưng sách báo thời chiến của Mỹ đã ghi nhận một sự suy sụp về tinh thần chưa từng có trong các đơn vị không quân Mỹ ở thời điểm này. Đỉnh điểm là có tới 9 chuyến bay B-52 bị đình chỉ trong đêm 26, rạng sáng 27 tháng 12 do trục trặc cơ khí. Những tờ báo Mỹ nghi vấn liệu đây có phải là những vết thương từ các cuộc dạo chơi những đêm trước trên bầu trời Hà Nội, hay còn có cả sự sợ hãi của những tay lái Mỹ khi họ mở nắp buồng lái như mở cửa nhà mồ cho chính mình hay không. Trong đêm 26 tháng 12, hơn 1 giờ chiến đấu, lực lượng phòng không của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã bắn rơi thêm 8 máy bay B-52. Riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, trong đó có 4 chiếc rơi tại chỗ và 10 máy bay chiến thuật khác. Biến đây trở thành trận đánh then chốt, quyết định nhất, bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất trong 9 ngày chiến đấu. Trong trận này, lần đầu tiên Trung đoàn 252 quân khu Việt Bắc đã bắn rơi một chiếc B-52 chỉ bằng pháo cao xạ 100mm. Ngày 27 tháng 12 năm 1972, buổi sáng, Mỹ huy động 100 lần chiếc máy bay chiến thuật. Ban đêm, Mỹ tăng cường huy động 36 lần chiếc B-52, 66 lần chiếc máy bay chiến thuật yểm hộ, xen kẽ. Địch dùng 17 lần chiếc F-111 tập trung đánh phá dữ dội vào khu vực Hà Nội. Nhưng kết quả là trong ngày 27 tháng 12, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi thêm 14 máy bay, trong đó có 5 chiếc B-52, 5 chiếc F-4, 2 chiếc A-7, 1 chiếc A-6, 1 máy bay lên thẳng HH-53. Ngày 28 tháng 12 năm 1912, ban ngày, Mỹ huy động 131 lần chiếc máy bay chiến thuật. Ban đêm, họ sử dụng khoảng 60 lần chiếc B-52 đánh vào các mục tiêu ở khu vực nội ngoại thành Hà Nội. Quân và dân Việt Nam tiếp tục chiến đấu bắn rơi 3 máy bay, trong đó có 2 chiếc B-52, 1 chiếc RA-5C. Ngày 29 tháng 12 năm 1912, do bị tổn thất nặng nề trong 11 ngày liên tiếp, máy bay B-52 của Mỹ chỉ còn thực hiện đánh một số địa phương vòng ngoài, không tập trung lực lượng ở tọa độ lửa Hà Nội nữa. Ban ngày, phía Mỹ sử dụng 36 lần chiếc máy bay chiến thuật, ban đêm thì huy động 60 lần chiếc B-52, 70 lần chiếc máy bay chiến thuật công kích các mục tiêu ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Thanh Hóa và ngoại vi Hải Phòng, Quảng Ninh. Dù vậy, các đơn vị phòng không vòng ngoài của Việt Nam gồm tiểu đoàn 72, 78, 79 vẫn đã bắn hạ 2 máy bay, một chiếc B-52 nhưng không rơi tại chỗ và một chiếc F-4. 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1912, Richard Nixon tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục đàm phán, ký kết Hiệp định Paris. Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì chính phía Mỹ còn đã đề nghị nhóm họp lại bằng một công điện gửi vào ngày 22 tháng 12, một ngày sau khi 7 chiếc B-52 bị bắn hạ chỉ trong một đêm. Theo hồi ký Henry Kissinger, ngày 6 tháng 1 năm 1973, Nixon đã chỉ thị cho Kissinger trở lại Paris và buộc ông phải đạt cho được một giải pháp dù đối phương đưa ra những điều kiện nào. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sẵn sàng chấp nhận trở lại văn bản đã thỏa thuận vào tháng 10 năm 1972. Còn trong chính hồi ký của mình, Richard Nixon viết: "Nỗi lo của tôi trong những ngày này không phải là lo những làn sóng phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B-52 đã quá nặng nề." Cũng trong ngày 30 tháng 12 năm 1972, tướng George Esther, phó chỉ huy không quân chiến lược Mỹ, đã thú nhận trên tạp chí US Air Force rằng tổn thất về máy bay chiến lược B-52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nề, là đòn choáng váng đánh thẳng
và những nhà lãnh đạo của Lầu Năm Góc. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết. Hiệp định Paris đã được ký với nội dung về cơ bản không khác mấy so với phương án đã được ký tắt trước khi đàm phán bị đình trệ do Hoa Kỳ từ chối ký kết. Hoa Kỳ đã mất hàng chục máy bay để rồi vẫn phải ký vào văn bản mà họ không muốn ký. Điều này có nghĩa rằng mục tiêu chủ chốt của Mỹ khi tiến hành chiến dịch Lightbreaker 2 đã thất bại. Về thiệt hại trong 12 ngày đêm, do phía Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật, ném hơn 100.000 tấn bom đạn xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã miền Bắc Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu ở Hà Nội. Mỹ sử dụng 441 lần chiếc B-52 cùng nhiều máy bay chiến thuật ném hàng ngàn tấn bom xuống các khu phố, sân bay, nhà ga, bệnh viện, trường học. Sức công phá của bom đã hủy diệt nhiều phố xá làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, làm tử vong 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người khác và hủy diệt toàn bộ phố Khâm Thiên, khu vực có mật độ dân số đông nhất Hà Nội. Tuy nhiên, cái giá mà Mỹ phải trả cũng tương xứng, khi chỉ trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, Mỹ đã tổn thất đến 81 máy bay các loại, gồm 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-11A, 21 chiếc F-4CE, 4 chiếc A-6A, 12 chiếc A-7, 1 chiếc F-105D, 2 chiếc RA-5C, 1 chiếc trực thăng HH-53, 1 chiếc trinh sát không người lái 147SC. Nhiều phi công người Mỹ cũng bị bắt sống hoặc tử vong ngay khi máy bay rơi. Theo ước tính, chỉ hơn 10 ngày, không quân Hoa Kỳ đã mất gần 100 phi công. Phần lớn phi công bị chết và bị bắt đều là những phi công kỳ cựu, có giờ bay rất cao. Ngoài ra, thông thường trong chiến tranh, ở những trận tập kích đường không lớn, tỷ lệ tổn thất về máy bay của phe tiến công là khoảng từ 1-2%. Nhưng trong cuộc tập kích bằng đường không vào Hà Nội, riêng B-52 tỷ lệ tổn thất lên tới 17%, tương đương 34/193 chiếc, đã vượt qua con số mục tiêu là 10% ban đầu của phía Việt Nam. Chưa kể, họ còn phải chịu áp lực từ dư luận. Tại Mỹ, Nixon bị chỉ trích là điên rồ. Nhiều người trong số những người đã từng ủng hộ cuộc ném bom hồi tháng 5 này chất vấn cả sự cần thiết và tính tàn bạo bất thường của Lightbreaker 2. Còn tờ báo Nhân Đạo của Pháp thì dẫn lại lời kêu gọi Mỹ hãy ném bom tan nát miền Bắc Việt Nam của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vào tháng 8 năm 1912 và bình luận rằng ngay cả trong chiến tranh thế giới thứ hai, những viên tướng Pháp phản bội cũng không dám đề nghị đồng minh của chúng là Đức Quốc xã tàn phá Paris để ngăn quân Anh, Mỹ. Thế mà này, Thiệu lại muốn Mỹ ném bom tàn phá đất nước mình. Thiệu thật đáng xấu hổ hơn cả sự xấu hổ. Có thể nói, uy tín của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã bị giảm sút mạnh mẽ trên trường quốc tế. Sự thống nhất của đất nước Việt Nam dưới lá cờ chủ nghĩa cộng sản đã đến rất gần. Vốn dĩ ban đầu, trước khi thực hiện chiến dịch, Mỹ không hề để sức mạnh của tên lửa SAM-2 vào mắt, mà thay vào đó, họ cho rằng đối thủ chính của B-52 là các máy bay tiêm kích MiG-21 của Bắc Việt Nam, nên tập trung đánh phá rất mạnh các sân bay, chấn áp các loại radar dẫn đường và radar của máy bay tiêm kích. Trong suốt 12 ngày, B-52 cũng chỉ đánh vào ban đêm, mục tiêu là để hạn chế không quân tiêm kích quan sát thấy máy bay B-52 bằng mắt thường. Nhưng dù vậy, thì các lực lượng không quân Việt Nam vẫn bắn hạ được những chiếc B-52 ngay trên bầu trời Hà Nội, lập thành tích lịch sử bên cạnh các tổ đội phòng không SAM-2. Dường như trên chiến trường, không quân Mỹ đã không có lấy một cơ hội thắng, họ thua tan tác trước cả hai lực lượng phòng không và không quân. Cũng chính thành tựu đó đã tạo nên một thắc mắc cực lớn cho phía Mỹ sau chiến tranh, đó là bằng cách nào mà trong đêm tối, nhiễu chồng nhiễu, sân bay bị đánh phá mà máy bay của quân đội Bắc Việt vẫn cất cánh được, thậm chí còn vượt qua hỏa lực để tiếp cận B-52. Rốt cuộc, Hà Nội đã lên phương án đánh B-52 như thế nào? Và đặc biệt tại sao những phi công Việt Nam có thể dùng máy bay MiG-21 để kết liễu pháo đài bay B-52 trong khi nó được sự yểm trợ của rất nhiều máy bay chiến thuật? Câu trả lời này sẽ được giải mã trong video tiếp theo. Vệ Quốc Quân xin kính chào quý vị và các bạn. Vào mùa hè năm 1972, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được chỉ đạo đào tạo 12 phi công MiG-21 cho nhiệm vụ đặc biệt là tấn công và bắn rơi máy bay ném bom B-52. Với 2/3 trong số đó được huấn luyện đặc biệt về tấn công ban đêm. Có thể nói,
Đây là một quyết định mạo hiểm và vô cùng táo bạo từ phía Việt Nam, vì đối thủ chính của MiG-21 ở Việt Nam là F-4 Phantom của Mỹ, một dòng máy bay tiêm kích ném bom đa năng tầm xa được nghiên cứu chế tạo năm 1958, chứ không phải siêu pháo đài bay B-52. Mà thậm chí, theo mục đích thiết kế, đối thủ của F-4 còn phải là loại MiG-23 tiên tiến hơn, chứ không phải MiG-21. Tuy nhiên Liên Xô không viện trợ loại máy bay này cho Việt Nam. Do đó, cùng MiG-21 để tấn công B-52 quả là một điều không tưởng. MiG-21 là mẫu máy bay nối tiếp trong chuỗi những máy bay tiêm kích phản lực của Liên Xô. Bắt đầu từ máy bay MiG-15, MiG-17 và MiG-19 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1959. Nhưng phải tới cuối năm 1965, đầu năm 1966, Không quân Nhân dân Việt Nam mới bắt đầu nhận được những biến thể MiG-21F-13, MiG-21PF để thay thế phi đội MiG-17 già cỗi. Trong hơn 50 năm hoạt động, Không quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp thu và sử dụng 6 phiên bản MiG-21 khác nhau. Đó là các phiên bản MiG-21F-13, PF, FL, PFM, MFL, BIS, với số lượng ước tính khoảng hơn 500 chiếc. Nhưng vào thời điểm trước chiến dịch Linebacker 2, Không quân Nhân dân Việt Nam chỉ có 71 máy bay các loại sẵn sàng hoạt động, trong đó chỉ có 31 chiếc tiêm kích MiG-21 do một số đã bị tổn thất trong những chiến dịch trước đó. Trong khi đối đầu với con số trên là gần 1/3 số máy bay chiến thuật của toàn nước Mỹ, tương đương 1.077 trên tổng số 3.041 chiếc, xuất kích 3.920 lần. Khoảng năm 1971, Không quân Việt Nam tiếp nhận thêm phiên bản MiG-21MF. Nó có động cơ mạnh hơn các biến thể trước đó, pháo 23mm gắn trong thân máy bay và radar RP-22. MiG-21MF đã có thể mang tới 4 quả tên lửa không đối không thay vì 2 quả như các phiên bản đầu. Trong đó có tên lửa mang đầu tự dẫn, giúp tăng khả năng tác chiến trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc khi tác chiến vào ban đêm. Dù vậy thì Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn không thể trông chờ vào ưu thế vũ khí để chống lại Mỹ, bởi phía Việt Nam yếu thế hơn hẳn cả về công nghệ lẫn số lượng. Để tìm cách chống trả bằng những gì hiện có trong tay, Quân đội Nhân dân Việt Nam phải tìm ra những chiến thuật mới để khắc chế ưu thế về vũ khí của Mỹ. Theo phi công Phạm Tuân, người bắn rơi B-52 vào đêm thứ 10 của chiến dịch 12 ngày đêm, thì trước khi huy động toàn bộ B-52 ở Thái Bình Dương tới đánh phá Bắc Việt, Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ lực lượng, phương tiện của Bắc Việt. Mỹ nắm rất rõ chúng ta có những loại tên lửa, pháo, máy bay nào và thuộc nằm lòng từng vị trí sân bay. Do đó, Mỹ rất tự tin mang B-52 ra ném bom, đánh phá Hà Nội và các tỉnh khác vào cuối năm 1972. Trong suốt chiến dịch, Mỹ còn cẩn thận đến mức chỉ huy động B-52 tấn công vào ban đêm, để hạn chế không quân tiêm kích quan sát thấy máy bay B-52 bằng mắt. Mỹ cho rằng mối nguy chính của B-52 là các loại máy bay tiêm kích MiG-21 của Bắc Việt Nam, nên ngay từ ngày đầu chiến dịch, họ đã tập trung đánh phá rất mạnh các sân bay, chấn áp các loại radar dẫn đường và radar của máy bay tiêm kích. Điều đó cũng phần nào cho thấy Mỹ rất sợ các lực lượng không chiến của Việt Nam. Nhưng chính điều này đã gây khó khăn cho các phi công lái tiêm kích MiG-21 khi đối đầu với B-52. B-52 vốn đã là một mục tiêu ngoài tầm với. Nó là một siêu pháo đài bay, một trong 3 vũ khí chiến lược của Mỹ lúc bấy giờ, gồm B-52, tàu ngầm nguyên tử và tên lửa hạt nhân. Đó là vũ khí chiến lược, do đó nó được thiết kế để có thể sống sót và đáp trả đối phương kể cả khi bị tấn công. Cụ thể máy bay B-52 sử dụng đến 8 động cơ rất mạnh và có thể bay về căn cứ ngay khi chỉ còn 3-4 động cơ. Ngoài ra, thân máy bay rất lớn nên có thể chịu đựng tốt kể cả khi 3-4 quả tên lửa R-60 của MiG-21 tấn công. Trong khi MiG-21 trang bị tên lửa chính là R-60 với đầu nổ phân mảnh chỉ 3kg, có thể dễ dàng bắn rơi chiếc máy bay hộ tống F-4 Phantom, nhưng lại khó lòng bắn cháy hoặc làm rơi máy bay cỡ lớn như máy bay B-52. Máy bay B-52 mỗi khi xuất kích chiến đấu còn thường được nhiều máy bay khác bay cùng đầy yểm trợ như F-4, F-100, F-111. Chưa kể hệ thống làm nhiễu sóng radar của các máy bay này rất tốt, gây nhiễu dày đặc nên đối phương rất khó phát hiện ra B-52 để triển khai tấn công. Bên cạnh đó, Mỹ còn huy động 1/3 số tàu sân bay, 6 trên tổng số 17 chiếc, cùng nhiều tàu chỉ huy dẫn đường
tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu radar, tàu bảo vệ, tàu cấp cứu, làm đa nhiệm vụ chức năng, đặc biệt là bắt tín hiệu của các tiêm kích không quân MiG-21 của đối thủ khi chúng cất cánh, liên lạc với sở chỉ huy. Nói chung, chiến dịch Lightbreaker 2 là một chiến không cân xứng, ưu thế về công nghệ cách nhau quá xa. Số lượng quân nhân và vũ khí tham chiến cũng cách nhau một trời một vực. Chính điều đó càng khiến Mỹ tin rằng Việt Nam sẽ sớm ngồi xuống bàn đàm phán để ký vào bản hiệp định có lợi cho Mỹ. Thế nhưng, thực tế chiến trường đã diễn ra theo cách hoàn toàn ngược lại. Các máy bay B-52 đã sử dụng vị trí cũ. Họ cất cánh từ căn cứ tại đảo Guam trên Thái Bình Dương và các sân bay trên lãnh thổ Thái Lan. Do đó, các tin điện của Hải quân Mỹ trong vùng đã được Hải quân Xô Viết đón tắt, xác định và thông báo cho phía Việt Nam để có kế hoạch chuẩn bị. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, 19 giờ 10 phút, đại đội Radar 16 phát hiện nhiễu B-52. 19 giờ 15 phút, trung đoàn 291 phát hiện B-52 và báo cáo B-52 đang vào miền Bắc. 19 giờ 25 phút, không quân Việt Nam được lệnh cất cánh đón đánh các tốp máy bay chiến thuật của địch. Lực lượng không quân được Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định hai nhiệm vụ chủ yếu là đánh từ xa, uy hiếp và tiêu diệt B-52 trước khi chúng vào mục tiêu. Nhiệm vụ này diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Còn ban ngày, không quân sẽ phải hoạt động để đánh tất cả các loại máy bay như F-4, F-100, F-111 nhằm bảo vệ hệ thống tên lửa của lực lượng phòng không dưới mặt đất. Đến đêm 27 tháng 12 năm 1972, đêm thứ 10 chiến dịch, sau nhiều lần xuất kích và quần thảo đủ loại máy bay Mỹ, chiếc MiG-21 đầu tiên đã lập công lớn khi bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên. Chiếc tiêm kích là biến thể MiG-21MF do phi công Phạm Tuân điều khiển. Chiến sĩ người cầm lái chiếc MiG-21 huyền thoại Phạm Tuân kể rằng, những đêm đầu do B-52 bắt tín hiệu rất tốt, nên mỗi lần không quân của ta xuất kích tại các sân bay, chúng đều nắm được. Ngoài ra hệ thống làm nhiễu của chúng rất tốt, nên không quân của ta chưa thể bắn rơi được B-52. Dù các máy bay của ta xuất kích tại các sân bay gần Hà Nội được bảo vệ tốt, nhưng mỗi lần xuất kích đều phát hiện được. Do đó, sau khi bàn bạc, chúng ta đã quyết định đưa máy bay ra các sân bay ở bên ngoài, như ở Yên Bái, Thọ Xuân, Mộc Châu, Cẩm Thủy. Đồng thời cũng dùng các trạm radar ở bên ngoài để dẫn đường cho máy bay của ta bay lên chiến đấu với B-52. Khi xuất kích từ các sân bay bên ngoài, phi công sẽ chủ động được tốc độ, độ cao để khi phát hiện B-52 có thể tiếp cận nhanh nhất và cuối cùng không dùng radar nữa mà dùng bắn bằng mắt thường để bắt bám nó. Lúc này, tấn công được B-52 hay không là dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm người lái. Qua kinh nghiệm bay lên ban đêm cho thấy B-52 còn bật đèn khi bay đêm. Nếu dùng radar nhiễu sẽ không đánh được và nó sẽ tắt đèn chạy mất. Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 12 năm 1972, phi công Phạm Tuân điều khiển máy bay tiêm kích MiG-21 hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Đêm 27 tháng 12, Mỹ không đánh phá sân bay Yên Bái. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, phi công Phạm Tuân được lệnh xuất kích từ sân bay này. Khi bay qua tầng mây, ông đã nhìn thấy rất nhiều máy bay yểm trợ cho B-52 là F-4 nhưng không được đánh và phải bay vòng qua để tìm B-52. F-4 lúc đó cũng không phát hiện ra MiG-21. Một lúc sau, MiG-21 nhận được thông báo từ dưới mặt đất là B-52 đang cách 200 km, rồi khoảng cách tiếp tục được thu hẹp vì bay đối đầu nhau. MiG-21 lúc đó mỗi 1 phút bay được 30-40 km. Khi ở độ cao khoảng 8 km, phi công Phạm Tuân xin được ném thùng dầu phụ để cho máy bay nhẹ hơn. Vì thùng dầu phụ nặng, lực cản lớn, mà bay vượt tiếng động có thùng dầu phụ rất khó. Vừa ném thùng dầu phụ xong, phi công Phạm Tuân kéo cho máy bay lên ở độ cao khoảng 9 km. Lúc này, tốc độ đạt trên 1000 km/h và bắt đầu vòng vào khu vực có B-52 thì nhìn thấy một dãy đèn B-52 ở phía trước. Hôm đó, liên lạc với mặt đất rất tốt, nghe rõ. Khi chỉ còn cách B-52 chừng 3 km, tôi nhận được lệnh bắn, nhưng tôi vẫn bảo chờ. Sau đó tôi tiếp tục căn chỉnh, đến lúc vào gần rồi, sở chỉ huy ở dưới sốt ruột, sợ tôi ham quá đâm vào máy bay địch nên lệnh cho tôi bắn thoát ly ngay bên trái. Lúc đó tôi ngắm và bóp cò 2 quả tên lửa và đồng thời kéo máy bay lên lật ngược trở lại thì đã thấy B-52 của địch nổ tung. Đấy là trận đầu tiên không quân bắn rơi B-52. Chúng tôi vui lắm vì không quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Phi công Phạm Tuân kể chi tiết, do B-52 trang bị nhiều mồi nhiệt làm nhiễu đầu dò tên lửa nên ông đã cố gắng áp sát B-52 ở cự ly 2-3 km rồi mới phóng tên lửa. Dù tầm bắn của tên lửa là 8 km, ở cự ly này,
tên lửa chỉ mất từ 2 đến 3 giây để tới mục tiêu, nên chiếc B-52 sẽ không kịp thả mồi nhiễu. Rút kinh nghiệm từ vụ của Vũ Đình Dạng, chỉ phóng một quả tên lửa thì không đủ để hạ tại chỗ B-52, nên ông đã phóng liền cả hai tên lửa vào mục tiêu, không giữ lại tên lửa dự phòng. Sau khi bắn, Phạm Tuân giảm tốc, kéo máy bay lên cao và lật ngửa để thoát ly thì nhìn thấy chiếc B-52 nổ. Sau đó, máy bay lao vượt qua phía trên điểm nổ. Tuy nhiên, do động tác cơ động thoát ly cấp tốc này, nên máy ảnh phía mũi chiếc MiG-21 đã không thể chụp lại khoảnh khắc đó làm tư liệu. Thời điểm trước khi tiếp cận B-52, tức là khi bay lên trời rồi, thì phi công phải nhanh chóng đi vào điều kiện thuận lợi. Chúng ta phải phán đoán F-4 thường chặn chúng ta ở đâu, tầm cao nào để chúng ta tránh. Nếu F-4 bay ở độ cao 3 km, thì chúng ta phải bay cao hơn, tốc độ hơn. Tất cả những kinh nghiệm đó để xây dựng thành phương án bay để tránh F-4. Lên thấy F-4 nhiều lắm, bên phải có, bên trái có, bên dưới có lệnh là vượt qua mà đi. Vậy vượt qua bằng cách nào? Ở đây là bản lĩnh của phi công, phải phán đoán được tình huống như thế nào. Trận đánh B-52 của tôi rất nhanh, tiếp cận B-52 chưa đầy 1 phút. Khi tiếp cận đằng sau B-52 với tốc độ rất cao, 1.500 km/h, so với tốc độ của B-52 là 900 km/h, nên đã vượt qua tất cả. Vượt qua phải bao gồm tất cả nỗ lực từ tổ chức chỉ huy, sân bay cất cánh, dẫn đường. Để có được điều kiện tốt nhất, hiệp đồng với binh chủng tên lửa phải chặt. Khi tên lửa bắn lên F-4 phải giặt ra tránh. Chúng tôi tranh thủ để vượt qua, rồi lựa chọn hướng và tiếp cận B-52 như thế nào. Tất cả tạo nên điều kiện thuận lợi nhất đánh B-52. Tôi bắn B-52 xong rồi mà F-4 vẫn ở đằng sau, nhưng không làm gì được. Ngày hôm sau, đêm 28 tháng 12 năm 1972, thêm một chiếc B-52 nữa bị rơi trên bầu trời Hà Nội. Chiến công này thuộc về phi công Vũ Xuân Thiều, thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam. Theo tin tình báo, đêm 28 tháng 12, lúc 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 50 phút sẽ có 50 lần chiếc Boeing B-52 vào đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Bộ Tư lệnh Không quân yêu cầu tất cả các sở chỉ huy và các đơn vị trực chiến phải theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng cất cánh chiến đấu. Vào thời điểm đó, phi công Vũ Xuân Thiều trực ban chiến đấu tại sân bay Cẩm Thủy. Phi công Đinh Tôn trực ban chiến đấu ở sân bay Nội Bài đã sẵn sàng. Đêm ngày 28 tháng 12 năm 1972, lúc 21 giờ 41 phút, Vũ Xuân Thiều được lệnh cất cánh từ sân bay dã chiến Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Lúc 21 giờ 52 phút, nhận được lệnh vòng phải bay hướng 360 độ, thông báo mục tiêu phía trước 50 độ, cự ly 15 km. Nhưng do nhiễu quá nặng, Vũ Xuân Thiều vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Lúc này, tại sở chỉ huy, sĩ quan dẫn đường trên hiện sóng radar Trần Xuân Mão, bằng kinh nghiệm của mình đã phát hiện chấm trắng đục giữa nền nhiễu. Anh khẳng định đó là B-52. Chúng đã đổi hướng, bay ngược lên Sơn La rồi mới vòng xuống đánh phá Hà Nội. Sở chỉ huy lập tức lệnh Thiều vòng phải gấp, bay hướng 90 độ, qua Sầm Nưa, lên hướng Bắc đuổi theo tốp B-52 đang bay về hướng Na Sản, Sơn La. Lúc 21 giờ 58 phút khi đến Sơn La, Vũ Xuân Thiều phát hiện mục tiêu. Anh lập tức báo cáo và tăng tốc độ bám sát. Trong bầu trời tối đen, radar lại bị nhiễu rất nặng nên rất khó phán đoán cự ly. Thiều phán đoán cự ly bằng mắt, theo tín hiệu đèn hàng hành của B-52. Lúc này, tại sở chỉ huy tiền phương, Phó Tư lệnh Trần Mạnh nhắc 046 bật công tác bắn cả loạt, kiên quyết tiêu diệt địch. Phi công Vũ Xuân Thiều trả lời 046 nghe rõ. Ông đã phóng cả hai quả tên lửa nhưng vẫn chưa hạ được nó. Lúc này, sợ bỏ lỡ thời cơ, ông đã tăng tốc đâm thẳng vào chiếc B-52 còn mang đầy bom chưa ném. Đây là chiếc B-52 thứ hai đã bị hạ bởi Không quân Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, người được cử lên địa điểm nơi phi công Vũ Xuân Thiều hạ B-52 vào đêm 28 tháng 12 năm 1972 đã kể lại rằng: ngay tối 28 tháng 12 năm 1972, lúc khoảng 12 giờ đêm, tôi nhận được điện từ sở chỉ huy giao dẫn đầu đoàn cán bộ lên địa điểm nơi phi công Vũ Xuân Thiều bắn rơi B-52 tại Sơn La để nắm và xác minh tình hình. Khi đến nơi, tôi có gặp các chiến sĩ bộ binh đóng quân tại khu vực. Mọi người đều nói tối hôm qua thấy hai bó lửa rất to bùng cháy và rơi xuống. Đứng trên đồi, chúng tôi nhìn thấy xác B-52 cháy xém một phía. Phía bên kia của đồi là xác chiếc MiG màu ánh bạc. Chúng tôi còn nhặt được hai mảnh xác máy bay MiG và B-52 găm vào nhau. Đó là dấu hiệu cho thấy máy bay của Thiều đã lao vào chiếc B-52. Tôi lập tức điện về báo cáo tình hình cho Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không, Không quân. Chúng tôi đã đến hiện trường, sờ được xác máy bay B-52. Chính xác, Vũ Xuân Thiều đã bắn rơi ở cự ly gần và lao vào chiếc B-52. Tôi sẽ mang hai mảnh xác máy bay găm vào nhau về báo cáo. Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu và chỉ huy chiến đấu, tôi linh cảm rằng trong giây phút cuối cùng,
Vũ Xuân Thiều đã quyết tử để quyết tâm tiêu diệt B-52. Như vậy chỉ trong vòng 2 đêm đã có 2 siêu pháo đài bay B-52 bị bắn hạ bởi lực lượng không quân. Con số này không nhiều nhưng cũng đã đủ để khiến Mỹ nhận về những thiệt hại vô cùng lớn. Bởi so với những tiêm kích MiG-21 chỉ 2 triệu đô la Mỹ một chiếc, thì mỗi một siêu pháo đài bay B-52 có mức giá dao động từ 9,28 đến 14,43 triệu đô la Mỹ một chiếc. Chưa kể thành tích của MiG-21 trên chiến trường Việt Nam đã giúp cho Liên Xô, một đối trọng của Mỹ, trở thành ông trùm trong làng buôn vũ khí. Trong suốt thời gian tham chiến tại Việt Nam, tiêm kích MiG-21 được điều khiển bởi các phi công Việt Nam được tuyên bố đã bắn hạ 165 máy bay các loại của Mỹ, trong khi phía Mỹ tuyên bố chỉ có 96 chiếc MiG-21 bị máy bay Mỹ bắn rơi. Tài liệu của Việt Nam xác nhận là đã có 65 chiếc MiG-21 bị rơi, trong đó có một vài chiếc bị rơi do trục trặc hoặc do hỏa lực phòng không mặt đất bắn nhầm. 16 phi công MiG-21 đã thiệt mạng. Tỷ lệ phi công thương vong của MiG-21 là thấp nhất trong số các loại máy bay chiến đấu của Việt Nam trong cuộc chiến. Trong số những chiếc MiG-21 bị rơi, có 6 chiếc bị rơi do bị hỏa lực phòng không đồng đội bắn nhầm. Thất bại của B-52 cũng khiến cho tinh thần quân nhân Mỹ hoang mang. Một số phi công B-52 trong chiến dịch đã ra sức chống lại lệnh bay. Họ phản đối tham chiến nếu bộ chỉ huy Mỹ không thay đổi chiến thuật mà họ cho là rất ngu ngốc. Trong đó có đại úy Michael Heck ở căn cứ Anderson đã trả lại bản kế hoạch ngay tại cuộc giao ban và từ chối thực thi nhiệm vụ. Một số phi công đã đòi gặp các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ để khiếu nại. Những người này lập tức bị bắt và đưa về Mỹ. Vài người bị đưa ra xét xử tài toán quân sự của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Hoa Kỳ. Thành tích bắn hạ B-52 còn khiến cho Việt Nam có tiếng nói hơn trên bàn đàm phán. Bởi với 3 trường hợp MiG-21 tấn công và bắn hạ được pháo đài bay B-52, một chiếc vào năm 1971 và 2 chiếc đang bay quanh Hà Nội trong chiến dịch Lai Bích Cơ 2 ném bom giải thảm miền Bắc Việt Nam, đã khiến quân đội Việt Nam trở thành lực lượng không quân duy nhất trên thế giới tấn công trực tiếp được máy bay ném bom chiến lược của Mỹ kể từ sau Thế chiến thứ 2 cho tới nay. Nó tạo nên sức ép vô cùng lớn với Mỹ trên bàn đàm phán. Chưa kể, bên cạnh thiệt hại về B-52, những trận đụng độ trong năm 1972 còn khiến nhiều máy bay khác của Mỹ tổn thất. Năm 1972, các máy bay của Mỹ và Việt Nam đã có tổng cộng 201 trận không chiến. Trong đó, phía Việt Nam mất 54 máy bay, gồm 36 chiếc MiG-21, 1 MiG-21US và Mỹ mất 90 máy bay. Trong đó, có 73 tiêm kích F-4 và 2 máy bay trinh sát RF-4C. Xét về tỷ lệ, Mỹ vẫn chịu nhiều tổn thất hơn mặc dù có sở hữu công nghệ cao hơn. Riêng trong chiến dịch 12 ngày đêm đã có 81 máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi. Trong đó, có 34 chiếc B-52, có 16 chiếc rơi tại chỗ, 5 chiếc F-111, có 2 chiếc rơi tại chỗ. Ngoài ra còn có 21 chiếc F-4 Phantom, 4 chiếc A-6, 12 chiếc A-7, 1 chiếc F-105D, 2 chiếc RA-5C, 1 chiếc trực thăng HH-53, 1 chiếc máy bay trinh sát không người lái 147SC. Trong số 34 B-52 bị bắn rơi, 23 chiếc là do lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội bắn rơi, 11 chiếc khác do lực lượng phòng không các tỉnh, thành phố khác bắn rơi. Lực lượng không quân Việt Nam đã xuất kích 31 phi vụ, trong đó có 27 phi vụ MiG-21 và 4 phi vụ MiG-17, tiến hành 8 trận không chiến, tuyên bố bắn rơi 2 chiếc B-52, 4 chiếc F-4 Phantom và 1 chiếc RA-5C. Tổn thất của Việt Nam là 3 chiếc MiG-21 bị bắn rơi. Theo đánh giá từ nhiều tờ báo uy tín của phương Tây, tin tức quân Bắc Việt đã lập nên thành tích kỷ lục trong việc bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc, khiến dư luận nước Mỹ không khỏi xôn xao. Thế nhưng, dư luận thế giới sẽ còn được một phen kinh ngạc nữa khi ngoài phòng không, không quân thì đặc công Việt Nam sẽ là lực lượng tiếp theo hạ đo ván B-52, niềm tự hào của nước Mỹ. Chi tiết trận đánh sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem trong video tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Với chủ trương địch xuất phát từ đâu, ta sẽ đánh trả ngay tại nơi xào huyệt của chúng. Thế nên, ngay từ khi quân đội Hoa Kỳ đưa B-52 vào chiến trường Việt Nam, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị cấp dưới nghiên cứu và chuẩn bị phương án đánh thẳng vào những căn cứ chứa loại máy bay này. Với những hành động táo bạo và không biết sợ hãi, có thể nói thắng lợi vẻ vang của quân đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra vào cuối năm 1972 không thể không kể đến những công lao cực kỳ to lớn của lực lượng đặc công. Bởi so với nhiệm vụ chiến đấu ngay tại chiến trường, thì việc thâm nhập vào những căn cứ nơi Mỹ cất trữ B-52 cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. B-52
tuy là vũ khí chiến lược của Mỹ, nhưng trong quá trình bay đường dài, B-52 buộc phải thực hiện công tác tiếp vận dầu trên không. Thế nên, để rút bớt quy trình, ngay từ khi phát động chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã gấp rút tìm kiếm những căn cứ đủ gần và an toàn để làm bãi đáp cho B-52. Hai địa điểm được Mỹ chọn, một là đảo Guam nằm ở miền Tây Thái Bình Dương thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ, hai là các sân bay quốc gia nằm trên lãnh thổ Thái Lan. Trong đó, có ba sân bay Thái được Mỹ chọn để làm nơi cất hạ cánh siêu pháo đài chiến lược của mình trong chiến tranh Việt Nam. Một là sân bay Utapao, hay sân bay Hải quân Hoàng gia Thái Lan Utapao là một sân bay của Không lực Hải quân Thái Lan và là căn cứ của Không đoàn 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Nó cách Bangkok khoảng 140 km về phía đông nam sát bờ vịnh Thái Lan, thuộc địa phận huyện Sattahip, tỉnh Rayong. Trước năm 1965, Utapao thì là một sân bay nhỏ của quân đội Thái Lan. Khi chiến tranh Việt Nam nổ ra, Thái Lan cho Hoa Kỳ sử dụng sân bay Utapao làm căn cứ cho các máy bay B-52 oanh tạc xuống các chiến trường ở Nam Bắc Việt Nam. Lào và Campuchia, quân đội Hoa Kỳ sau đó đã đầu tư xây dựng mở rộng và hiện đại hóa Utapao thành một trong những sân bay lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á. Người Mỹ cho rằng đây sẽ là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm, thế nên họ thường xuyên để trong căn cứ khoảng 20 chiếc máy bay B-52 và mỗi đêm họ sử dụng từ 3 đến 5 chiếc B-52 đi giải bom ở Việt Nam. 2. Là sân bay quốc tế Udon Thani nằm ở phía đông Thái Lan, thuộc tỉnh Udon Thani. Sân bay này cách Bangkok 450 km về phía đông bắc. Đây là cơ sở tiền tuyến của Không lực Hoa Kỳ và là trụ sở ở châu Á của Air America, hãng hàng không vận tải dân sự Mỹ ra đời ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cuối cùng là sân bay Ubon, thuộc tỉnh Ubon Ratchathani, vùng Isan của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 500 km. Điểm chung của cả ba sân bay này là chúng có vị trí rất gần Việt Nam. Từ những sân bay Thái, những chiếc máy bay B-52 của Mỹ sẽ cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Cường độ xuất kích sẽ được cao hơn, khả năng tiếp vận cũng sẽ nhanh và nhiều hơn. Đặc biệt trong những trường hợp nguy cấp như khi bị bộ đội Việt Nam lập trận địa phục kích, B-52 sẽ được điều động đến chiến trường kịp thời hơn. Từ những năm 1971 trở đi, khi chiến tranh Việt Nam leo thang lên một tầm cao mới, đặc biệt là khi Hoa Kỳ tỏ ra ngày một hiếu chiến và triển khai những chiến dịch ném bom dữ dội xuống miền Bắc Việt Nam, thì cả ba địa điểm nói trên đã lọt vào danh sách những mục tiêu cần đột kích của lực lượng đặc công Bắc Việt. Đầu tiên là sân bay Utapao. Vào đầu năm 1971, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công xác định không thể đánh sân bay Utapao bằng lực lượng lớn từ xa, mà phải dùng một lực lượng nhỏ. Những người lính đặc công đang hoạt động trên đất Thái Lan thì mới có điều kiện tiếp cận, điều tra nghiên cứu và tấn công mục tiêu. Tháng 5 năm 1971, đồng chí Lê Toàn, chính trị viên tiểu đoàn đặc công biệt động 1A, đã cùng một tổ công tác vượt biên giới sang Campuchia, rồi từ đó lên sát biên giới Thái Lan, trực tiếp bắt liên lạc và thành lập một tổ đặc công gồm các anh Trần Thiết Lại, Bùi Văn Phương, Vũ Công Đài, lúc đó đang hoạt động chiếm đất Thái Lan. Đồng chí Lê Toàn giải thích rõ chủ trương, mục tiêu và bàn giao nhiệm vụ đánh sân bay Utapao cho tổ đặc công này. Nhận nhiệm vụ tổ chức trận đánh, đồng chí Trần Thiết Lại đã liên lạc và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Văn Phương chuẩn bị vị trí cất giấu vũ khí, giả trang là dân thường đến gần khu vực sân bay Utapao để điều tra, nghiên cứu mục tiêu, nắm tình hình sơ bộ và kiểm tra những vị trí trong sân bay nơi đối phương cất giấu vũ khí. Công tác nắm tình hình diễn ra đến tháng 10 năm 1971 thì đồng chí Vũ Công Đài và Bùi Văn Phương, hai người sẽ trực tiếp thực hiện trận đánh, đã gặp nhau bàn bạc, thống nhất kế hoạch. Nội dung và phương pháp trinh sát vào sâu sân bay, họ thống nhất sẽ hoạt động từ ngày 5 đến 9 tháng 11 năm 1971 nhằm nắm rõ được quy luật hoạt động của địch. Hai bộ đội Bắc Việt đã thống nhất một phương án tấn công là phá hủy bí mật bằng thủ pháo nổ chậm. Nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay. Vũ khí sẽ sử dụng là 10 quả thủ pháo loại 0,4 kg bằng chất nổ mạnh C4 và 2 quả lựu đạn. Trưa ngày 9 tháng 1 năm 1972, hai đồng chí Phương và Đài đi xe đến gần khu vực sân bay. 19 giờ cùng ngày, họ đã lấy xong số vũ khí được cất giấu. Sau khi quan sát nắm tình hình địch, cả hai tiến về phía mục tiêu, tiến hành khắc phục vật cản. Hàng rào bao quanh sân bay Utapao là loại dây thép gai 0,3 cm, dựng cao đến 2 m. Những người lính đặc công với chiếc kìm cắt loại nhỏ không thể cắt nổi, đành phải luồn lách chui qua. Quá trình tiềm nhập vào mục tiêu, các chiến sĩ đặc công đã 3 lần chạm mặt đối phương, trong đó có 2 lần khéo léo ngụy trang qua khỏi tầm mắt. Đến lần thứ 3, trong một tình thế đặc biệt buộc tổ chiến đấu phải nổ súng tiêu diệt nhóm tuần tra gồm 2 lính Mỹ và 1 chó béc dê. Khi vào cách nơi máy bay B-52 đỗ khoảng 300 m, bất ngờ gặp 3 xe ô tô và 2 lính Mỹ. Hai chiến sĩ phải vòng tránh theo hướng khác. Khi khoảng cách còn 50 m, một tổ tuần tra khác của đối phương phát hiện và nổ súng bắn chặn. Trong tích tắc,
đồng chí Phương tung lựu đạn về phía quân Mỹ. Lợi dụng thời cơ khi đối phương giạt ra tránh, hai người lính đặc công lao nhanh đến mục tiêu, dùng thủ pháo đánh vào từng chiếc máy bay. Số thủ pháo vừa hết, đồng chí Phương ra lệnh rút lui. Đồng chí Đài rút về hướng cửa mở, đồng chí Phương thì chạy tắt qua khu bom để vượt rào ra ngoài. Nhưng khi Bùi Văn Phương vừa thoát ra ngoài khu vực sân bay thì tiếng súng bỗng rộ lên từ phía cửa mở, cho thấy người lính đặc công Vũ Công Đài đã hy sinh. Nhưng ngay sau đó là những tiếng nổ lớn và những đám cháy bùng lên phía trong khu vực sân bay. 8 chiếc máy bay B-52 của Mỹ đã bị phá hủy trong chốc lát. Ngay ngày hôm sau, các hãng thông tấn phương Tây đã đưa tin bình luận: quân đội Mỹ thật sự hoảng hốt và không hiểu Utapao đã bị đánh bằng cách nào. Họ không ngờ đặc công Việt Nam đã vào được tận xào huyệt và chỉ với hai người mà phối hợp ăn ý phá hủy được 8 máy bay B-52. Sau khi Utapao bị tấn công, sân bay quốc tế Udon tiếp tục trở thành mục tiêu của đặc công Việt Nam. Tháng 7 năm 1972, 6 tháng sau sự kiện Utapao, đoàn A-54 cử 23 cán bộ, chiến sĩ biên chế thành một tổ soi đường và một tổ bảo đảm hậu cần, vượt Trường Sơn hành quân đến khu rừng nguyên sinh Don Ka Thom nằm ở ngã ba biên giới ba nước Thái Lan, Lào, Campuchia, lập một trạm chỉ huy nghiên cứu tình hình, mở hành lang vào khu vực sân bay Udon. Cuối tháng 7, tổ soi đường bí mật vượt sông, luồn rừng nhằm hướng sân bay để đi. Đi được 15 ngày, hết lương thực, các chiến sĩ đành phải quay về căn cứ. Ngay sau đó, một sáng kiến được đưa ra, đó là dùng kỹ thuật ém lương thực theo kiểu sổ đỏ. Dọc tuyến đường hành lang vào đến sân bay Udon, ba chiến sĩ của mỗi đội, mỗi người sẽ mang hơn 30kg lương thực. Đến vị trí A để lại 10kg, chôn kỹ và đánh dấu rồi quay về. Cứ thế, từng chuyến lương thực được chuyển đến vị trí B, C, D trên suốt chặng đường dài. Sau khi hành lang vừa mới được hình thành, đoàn A-54 liền cho thực hiện kế hoạch vừa trinh sát mục tiêu, vừa đưa đội hình chiến đấu đi theo. Trinh sát từ đầu, hoàn chỉnh phương án chiến đấu đến đó. Nếu thời cơ cho phép, sẽ tiến hành đánh ngay. Đầu tháng 8 năm 1912, tổ soi đường đã liên lạc được với một cơ sở lực lượng cách mạng trên đất Thái Lan. Hàng ngày, các chiến sĩ thường đóng giả người dân Thái Lan nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực quanh sân bay. Đến cuối tháng 8 năm 1972, thì một đội hình chiến đấu gồm 10 người được thành lập do đồng chí Đào Đức Hạnh, đoàn trưởng đoàn A-54 chỉ huy, vượt biên giới, luồn rừng tới cơ sở cách mạng ở Thái Lan. Trong tháng 9 năm 1912, đội thực hiện nhiệm vụ trinh sát tạo hành lang từ căn cứ nói trên đến sân bay Udon nhằm xác định vị trí tập kết, xác định đường hướng đột nhập vào sân bay. Đêm ngày 1 tháng 10 năm 1912, đội hình chiến đấu bắt đầu cơ động vào sát khu vực sân bay Udon. Lúc này trời mưa to, gió lớn nên phải đến gần sáng ngày 2, đội mới tới được gần sân bay. Trời sắp sáng, sợ lộ bí mật, mọi người phải phân tán ẩn nấp chờ đến khi trời tối để vào trinh sát mục tiêu. Phương án đánh B-52 lần này là dùng mìn nổ chậm, nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay. 8 đồng chí trong đội hình chiến đấu chia làm 3 tổ, trong đó tổ 1 gồm có 2 người, có nhiệm vụ mở cửa và bảo vệ cửa mở. Tổ 2 gồm 4 người sẽ đánh phá máy bay, tổ 3 gồm 2 người đánh phá kho xăng. Tối ngày 2 tháng 10 năm 1972, hai tổ chiến đấu tiềm nhập vào sân bay, tổ mở cửa triển khai bảo vệ đầu cầu. Theo đồng chiến đấu, sau khi cài đặt lượng nổ, mìn hẹn giờ và mục tiêu, cả hai tổ phải rút ngay để kịp rời sân bay trước khi trời sáng. Nhưng khi đã quá giờ hiệp đồng, trời sắp sáng mà tổ mở cửa vẫn không thấy hai tổ chiến đấu quay trở lại. Tại vị trí tập kết, chỉ huy trận đánh nóng lòng nghe tiếng nổ vọng ra từ khu vực sân bay, nhưng không gian bốn bề vẫn tĩnh lặng. Cho tới 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1912, khi nghe những tiếng nổ liên hồi từ phía sân bay, tổ đánh kho xăng và tổ mở cửa mới gặp được nhau. Nhưng 4 người còn lại của tổ đánh B-52 vẫn chưa thể thoát ra được. Tất cả những thông tin Udon bị đặc công Việt Nam đánh bom, phía Mỹ đã ém nhẹm, không một phương tiện truyền thông nào được tin. Sau một thời gian dài, tin tức mới được công khai. Trong đó, 3 người lính đặc công là Phan Xuân Kính, Phạm Văn Lãm, Vũ Công Sướng đã hy sinh ngay tại sân bay. Đồng chí Nguyễn Khắc Nga bị thương nặng và bị Mỹ bắt. Tổn thất trong trận này là 23 máy bay B-52 của Mỹ, một trạm điện, một kho xăng đã bị phá hủy trong trận đánh này. Tiếp đến là Ubon. Trước năm 1972, sân bay Ubon đã 6 lần bị đặc công Việt Nam gài mìn phá hủy nên Mỹ tăng cường bảo vệ an ninh. Trong thời gian này, để đột nhập vào sân bay như những trận đánh trước đây là rất khó khăn. Do đó, chỉ huy tiểu đoàn đặc công biệt động 1A đưa ra đề xuất là đánh kích bằng hỏa lực. Nhưng khó khăn nhất đặt ra trong thời gian này với lực lượng của Việt Nam là thiếu vũ khí. Các bộ đội đặc công trên đất Thái chỉ có một số súng bộ binh, mìn, thủ pháo mà không có bất kỳ loại vũ khí nào thích hợp với một trận đánh tập kích hỏa lực. Đồng chí Lê Toàn, chính trị viên tiểu đoàn sau đó đã cùng đồng chí Nguyễn Bá Do bí mật sang Campuchia gặp Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam đề nghị chi viện vũ khí. Đồng chí Đồng Văn Cống, Tư lệnh Mặt trận, một người rất tâm huyết với bộ đội đặc công,
cùng cách đánh tinh nhuệ trên khắp các chiến trường đã quyết định cấp ngay vũ khí theo đề nghị của tiểu đoàn. Và thế là tài sản của tiểu đoàn 1A đã có thêm 2 súng cối 82mm, 2 cơ số đạn, 200 thủ pháo tay cùng một số vật chất chiến đấu. Ngày 2 tháng 10 năm 1972, một đội hình chiến đấu gồm 27 người của tiểu đoàn đặc công biệt động 1A được thành lập. Đội được tổ chức thành 2 bộ phận, trong đó bộ phận trực tiếp chiến đấu gồm 13 người trang bị một súng cối 82mm, 40 quả đạn do đồng chí Nguyễn Công Mùi chỉ huy. Lúc này đang là mùa mưa, hành quân mang vác nặng qua mọi địa hình phức tạp đã là vất vả. Do yếu tố bí mật, đội lại phải luồn lách qua các tuyến bố trí của địch. Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước, bộ đội chỉ lo sao cho đạn dược không bị ẩm ướt, bảo quản được vũ khí. Không ai còn tâm trí lo đến miếng ăn là gạo rang đã thiêu mốc, quần áo ẩm ướt cả ngày không được thay, nước uống cặn đục, nằm bờ ngủ bụi. Gần đến khu vực sân bay thì đồng chí Hồi, Khâu đội trưởng bị sốt cao, không thể tiếp tục đi, để lại hai chiến sĩ ở lại trông nom. Đội hình chiến đấu vẫn quyết tâm lên đường mặc dù thiếu vị trí Khâu đội trưởng. Cơ động đến vị trí sân bay, bí mật triển khai trận địa. Đội hình chiến đấu nổ súng theo đúng kế hoạch đã định. 40 quả đạn mang theo, 5 quả không nổ do ảnh hưởng thời tiết, mưa gió ẩm. 35 quả đạn còn lại đã nổ trúng mục tiêu, phá hủy đài chỉ huy sân bay, xưởng sửa chữa và một số thiết bị của sân bay. Hoàn thành trận đánh bí mật nhanh gọn bất ngờ, đội hình chiến đấu nhanh chóng rời trận địa, chôn súng tại một địa điểm bí mật trên đường lui quân. Nhưng khi về tới gần biên giới, đội đã bị lọt vào ổ phục kích của Mỹ, 6 người lính đặc công đã anh dũng hy sinh. Hàng chục máy bay B-52 vừa bị phá hủy tại sân bay Utapao, Udon tiếp tục đến sân bay Ubon lại bị đánh phá trực diện chỉ trong thời gian vài tháng cuối năm 1972, đã khiến cho người Mỹ hoang mang về cách đánh đặc công của Việt Nam. Cùng thời gian, những cứ điểm B-52 bị công kích dữ dội thì tại miền Nam Việt Nam, tổng kho Long Bình, một kho vũ khí bom đạn lớn của Mỹ nằm ở Biên Hòa, Đồng Nai, với lối kiến trúc phòng thủ rất chặt chẽ, xung quanh được bao bọc từ 7 đến 12 lớp rào kẽm gai, kết hợp gai mìn và lựu đạn cũng bị đặc công Việt Nam giày xéo. Trong đó, vào ngày 13 tháng 8 năm 1972, đoàn đặc công 113 đã đánh khu kho 53 Long Bình. Hàng chục chiến sĩ chia làm 3 mũi đột nhập đặt 108 khối thuốc nổ hẹn giờ. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 1972, các khối thuốc nổ nổ tung, phá hủy tới 200 kho, 17 dãy nhà, tiêu hủy 15.000 tấn bom đạn, xăng dầu của quân đội Mỹ. Tiếp đó, ngày 14 tháng 12 năm 1972, đoàn đặc công 113 đột nhập vào bãi xe ở cao điểm 50 của tổng kho Long Bình, gài 61 quả mìn, tiêu hủy thêm gần 200 xe quân sự. Điểm chung của tất cả những phi vụ kể trên đó là chỗ phía Việt Nam chỉ tổn thất vài nhân mạng trong cuộc đột kích, trong khi đổi lại những vũ khí khí tài đắt tiền và hàng chục quân nhân Mỹ phải chịu tổn thất. Đây là một đòn đánh có tác động rất lớn đến cục diện năm 1972, bởi phía Việt Nam muốn truyền đi thông điệp rằng khi Mỹ càng ở lâu trên đất Việt Nam, họ sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thất. Không một nơi nào trên đất Việt Nam, kể cả đất Thái Lan là an toàn nếu Mỹ vẫn còn ở lại với mưu đồ chiến tranh. Sự táo bạo của đặc công Việt Nam đã tạo nên một đòn đánh tâm lý nặng nề, thúc ép Mỹ phải có hành động. Cộng thêm những chiến tích bắn hạ B-52 trên bầu trời Hà Nội của lực lượng phòng không không quân trong chiến dịch 12 ngày đêm. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Hà Nội cuối cùng đã buộc được Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, phải chấp nhận ký vào bản Hiệp định Paris có lợi cho Việt Nam. Cùng với đó là quân đội Mỹ và đồng minh phải rút quân về nước vô điều kiện. Có thể nói, những thắng lợi trên chiến trường cùng những màn đột kích vào tận sao huyệt quân đối phương của đặc công đã tạo thành một gọng kìm buộc Mỹ phải từ bỏ hết những âm mưu lợi ích mà họ dự định thực hiện tại Việt Nam, và cuối cùng dẫn đến một chiến thắng không thể đảo ngược trong năm 1972. Có thể nói, quyết định mở chiến dịch Linebacker 2 nhằm ném bom miền Bắc trở lại trong năm 1972 là một hành động cực kỳ sai lầm của chính quyền Nixon. Vì kế hoạch này không những không thành công đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, mà ngược lại, nó còn đã kéo danh tiếng nước Mỹ đi xuống hố sâu. Nếu trước khi chiến dịch Linebacker 2 nổ ra, tỷ lệ ủng hộ Nixon tăng cao chưa từng thấy, khi chính quyền của vị tổng thống này đã đạt được một thỏa thuận rút quân với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào tháng 10 năm 1972. Thì đến khi Richard Nixon đã yên vị ở Nhà Trắng với nhiệm kỳ thứ hai của mình cùng số phiếu 60,7%, hơn hẳn Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ George McGovern 37,5%. Việc ông hủy bỏ việc ký kết Hiệp định Paris theo dự kiến vào cuối tháng 10 năm 1972 và leo thang căng thẳng với miền Bắc Việt Nam đã khiến chính giới và dân chúng Mỹ mất hết kiên nhẫn. Việc tổn thất hàng chục B-52 trên bầu trời Hà Nội trong trận đánh 12 ngày đêm sau đó đã gây những phản ứng mạnh mẽ của các nước và kể cả từ trong nước Mỹ đối với các chính sách của Tổng thống Richard Nixon. Các tờ báo lớn của Mỹ đăng một loạt bài nói rằng
hàng triệu người Mỹ cúi đầu vì xấu hổ và nghi ngờ sức khỏe thần kinh của Tổng thống của họ. Chính dân Mỹ thì coi đây là kiểu chiến tranh nổi khùng nhân danh hòa bình. Tổng thống dường như lên cơn điên mới tiến hành một cuộc ném bom khủng bố vô nhân đạo làm hoen ố uy danh của nước Mỹ như vậy. Nhà báo Razi Garden, điều phối viên của Liên minh Toàn nước Mỹ vì hòa bình tuyên bố, một lần nữa người ta lại lừa dối nhân dân Mỹ. Thay vì một nền hòa bình trong tầm tay thì nó lại là một cuộc chiến tranh tăng cường. Thay vì chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam thì lại là sự leo thang. Dư luận Hoa Kỳ cho rằng nếu cứ đưa B-52 đi đánh một loạt trận thông thường ở Bắc Việt Nam mà mỗi trận lại bị thiệt hại như mức độ của chiến dịch Lightbreaker 2 thì chẳng cần phải là một thiên tài toán học cũng thấy được rằng rốt cuộc Mỹ sẽ mất hết B-52. Đa số nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có cả các đảng viên Đảng Cộng Hòa, cũng lên tiếng đòi chấm dứt ném bom. Những người đã từng ủng hộ chính sách ném bom hồi tháng 5 thì nay lại đặt câu hỏi về sự cần thiết và mức độ tàn bạo của các trận ném bom trong 12 ngày đêm của tháng 12 năm 1972. Các nghệ sĩ phái hòa bình trong Quốc hội Mỹ cho rằng Tổng thống đã đem đến cho họ một Giáng sinh buồn và đe dọa sau kỳ nghỉ họ sẵn sàng đấu tranh với Tổng thống. Theo Viện Gallup, từ khi thực hiện chiến dịch Lightbreaker 2, tỷ lệ dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ Nixon nhanh chóng sụt giảm xuống còn 39%. Sinh mạng chính trị của ông ta đang bị đe dọa như cách mà ông ta đe dọa người Việt Nam. Dư luận thế giới cũng phản đối mạnh mẽ cuộc ném bom Việt Nam trong dịp lễ Giáng sinh. Cả Liên Xô và Trung Quốc đều không thể giữ được thái độ kiềm chế như hồi tháng 5. Việc Mỹ leo thang đỉnh điểm sử dụng B-52 để đánh vào thủ đô của một nước có chủ quyền, đó là một điều không thể chấp nhận được. Không chỉ đối với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa mà còn cả dưới những quốc gia khác và các lực lượng tiến bộ trên khắp thế giới. Điều này ngay lập tức buộc các nhà lãnh đạo của khối xã hội chủ nghĩa phải có hành động dứt khoát, nối lại viện trợ để ủng hộ Việt Nam. Tổng bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev còn ví chính sách của Hoa Kỳ như chính sách của Đức Quốc xã. Thậm chí, không một đồng minh NATO nào lên tiếng ủng hộ Hoa Kỳ. Các chính phủ Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Hà Lan, Bỉ đều phản đối việc ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam. Ông Olof Palme, Thủ tướng Thụy Điển, còn đích thân dẫn đầu một đoàn biểu tình ở thủ đô Stockholm nhằm lên án Mỹ và đòi chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam không điều kiện. Cuối tháng 12 năm 1972, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ nói với đại diện Mỹ rằng các ông tưởng làm như vậy thì có thể khuất phục được chúng tôi. Các ông nhầm to và nhân dân chúng tôi cũng không hề khiếp sợ. Vậy cái mục đích của các ông để mà khuất phục chúng tôi, để mà ép chúng tôi và các ông đã không những thất bại mà lại làm cho cuộc đàm phán thêm khó khăn thêm. Chính các ông đã làm cho danh dự nước Mỹ bị hoen ố. Bây giờ các ông muốn giải quyết hòa bình thì chúng tôi giải quyết hòa bình. Các ông muốn tiếp tục chiến tranh thì chúng tôi tiếp tục chiến tranh, không bao giờ khiếp sợ, khuất phục. Trước áp lực dư luận cả trong và ngoài nước, ngày 30 tháng 12 năm 1972, sau 12 ngày đêm không quân Hoa Kỳ tham chiến trên bầu trời Bắc Việt, nước Mỹ đã chấp nhận xuống thang đàm phán với Việt Nam. Cùng với những tổn thất không thể cứu vãn trên chiến trường, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã chỉ thị cho Kissinger phải trở lại Paris, liên hệ với phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phải đạt cho được một giải pháp dù đối phương có đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Tổng thống Mỹ Nixon nhấn mạnh, ông sẵn sàng chấp nhận trở lại văn bản đã thỏa thuận vào tháng 10 năm 1972 với những nội dung cơ bản như Hoa Kỳ và các nước phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hoa Kỳ phải rút hết quân viễn chinh và quân đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự Mỹ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Các bên phải để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do. Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. Đầu tháng 1 năm 1973, khi cuộc thảo luận chính thức giữa hai phía diễn ra, thì Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã một lần nữa phản đối và không muốn ký Hiệp định Hòa bình Paris. Ngày 20 tháng 1 năm 1973, ít giờ trước lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ lần 2, Tổng thống Nixon đã điện thoại cho Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger, người sau đó trở thành Ngoại trưởng Mỹ, và yêu cầu ông này ép Nguyễn Văn Thiệu phải ủng hộ Hiệp định Hòa bình Paris. Tổng thống Nixon nói qua điện thoại rằng, tôi không biết liệu lời đe dọa có đủ mạnh hay không, nhưng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì, thậm chí lấy thủ cấp của anh ta nếu cần thiết. Tổng thống Nixon yêu cầu Kissinger nói với lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa rằng Quốc hội Mỹ sẽ cắt đứt viện trợ dành cho chính quyền Sài Gòn nếu họ không ủng hộ cho Hiệp định Hòa bình. Quyết định này sau đó được cả hai thượng nghị sĩ là Barry Goldwater và John C. Stennis, những người nhiệt thành ủng hộ Nam Việt Nam từ trước tới nay, đồng ý. Thiệu đã sốc bởi thông tin này.
ngay cả những người ủng hộ đáng tin cậy nhất giờ đây cũng quay lưng với ông. Cuối cùng, người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa cũng phải nhượng bộ. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết bởi 4 bên tham chiến gồm Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Vậy là Hiệp định Paris đã được ký với nội dung về cơ bản không khác mấy so với phương án đã được ký tắt trước khi đàm phán bị đình trệ do Hoa Kỳ từ chối ký kết. Hoa Kỳ đã mất hàng chục máy bay để rồi vẫn phải ký vào văn bản mà họ không muốn ký. Điều này đã cho thế giới thấy rằng mục tiêu chủ chốt của Mỹ khi tiến hành chiến dịch Linebacker 2 đã thất bại. Theo hiệp định, Mỹ phải rút toàn bộ quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí trang bị khỏi miền Nam Việt Nam trong thời hạn 60 ngày. Và ngày 29 tháng 3 năm 1973, người lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam, chấm dứt hơn 8 năm can thiệp và trực tiếp đưa quân vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Về thương vong của cả hai phía tính tới thời điểm này, thì về phía Việt Nam, tùy theo các thống kê khác nhau, số người Việt Nam bị thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam là từ 2 đến 5 triệu, hàng triệu người khác tàn tật và bị thương. Những người sống sót tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng và lâu dài về kinh tế, xã hội, môi trường, sức khỏe và tâm lý mà cuộc chiến đã gây ra. Về phía Mỹ, tổng cộng trong 20 năm, Mỹ đã huy động vào cuộc chiến tranh này 6,6 triệu lượt quân nhân Mỹ, chiếm 15% nam thanh niên toàn nước Mỹ. Và vào thời điểm cao nhất, giai đoạn năm 1968 đến năm 1969, có tới 628.000 quân Mỹ hiện diện trên chiến trường, bằng tổng số lục quân của cả 5 nước Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Canada, Úc, chiếm 70% tổng số lực lượng lục quân Mỹ lúc bấy giờ. Với những sư đoàn thiện chiến nhất như kỵ binh bay, tia chớp nhiệt đới, Anh cả đỏ, thủy quân lục chiến. Bên cạnh lục quân, Mỹ huy động 60% không quân chiến lược, chiến thuật với 2.300 máy bay. Trong đó có 46% pháo đài bay B-52 với hơn 200 chiếc, 42% lực lượng hải quân với hàng trăm tàu chiến. Trong đó có 15 trên 18 hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, 3.000 xe tăng, xe thiết giáp, 2.000 khẩu pháo hạng nặng từ 120 đến 175mm. Ngoài ra, Mỹ đã đổ tiền của xây dựng quân lực Việt Nam Cộng Hòa với trang bị 1.800 máy bay, 2.000 xe tăng thiết giáp, 1.500 khẩu pháo, 2 triệu khẩu súng các loại, 50.000 xe cơ giới quân sự, hàng trăm tàu, thuyền chiến đấu. Cuộc chiến ở Việt Nam cuối cùng đã gây tổn thất nặng cho lực lượng không quân Mỹ. Tổng cộng đã có khoảng 11.000 máy bay các loại của Mỹ đã bị bắn rơi hoặc phá hủy tại Việt Nam. 877 máy bay khác bị quân đội nhân dân Việt Nam thu giữ. Đối với Mỹ, chiến tranh Việt Nam đã thành một chương buồn trong lịch sử của họ. Năm đời Tổng thống Mỹ với 4 chiến lược chiến tranh tại Việt Nam lần lượt bị phá sản. Quân đội Mỹ giảm hẳn hoạt động tại nước ngoài trong suốt 15 năm sau đó, cho tới khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra. 58.220 lính Mỹ đã chết và 305.000 thương tật, trong đó có 153.303 bị tàn phế nặng, trong đó 23.114 bị tàn phế hoàn toàn. Ngoài số thương tích về thể xác, khoảng 700.000 lính Mỹ trong số 2,7 triệu lính từng tham chiến tại Việt Nam bị mắc các chứng rối loạn tâm thần, thông thường được gọi là hội chứng Việt Nam. Thêm vào đó là khoảng 10% số lính Mỹ khi trở về nước đã nghiện ma túy trong những ngày ở Việt Nam. Khoảng 70.000 tới 300.000 cựu binh Mỹ đã tự sát sau khi trở về từ Việt Nam. Sự cay đắng của các cựu binh tuổi thanh niên này góp phần tạo nên hippie, một trào lưu đầy nổi loạn, phủ nhận xã hội công nghiệp phương Tây, quay trở về với thiên nhiên, chống chiến tranh, cổ vũ những giá trị bình đẳng, hòa bình và tình yêu trong thanh niên Mỹ suốt 20 năm. Nhiều năm sau chiến tranh, hàng trăm ngàn quân nhân và cố vấn Mỹ còn đã bị ung thư hoặc sinh con bị dị tật do đã tiếp xúc với chất độc da cam. Sau thất bại ở Việt Nam, Tổng thống Richard Nixon thừa nhận rằng chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có nhiều nguồn lực như vậy đã bị sử dụng một cách kém hiệu quả như trong chiến tranh ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh đối chọi giữa một siêu cường hạt nhân với tổng sản lượng quốc dân 500 tỷ đô la Mỹ, một lực lượng vũ trang trên 1 triệu người và dân số 180 triệu chống lại một cường quốc quân sự nhỏ với tổng sản lượng quốc dân chưa được 2 tỷ đô la Mỹ, một đội quân 250.000 người và một số dân chỉ có 16 triệu. Đại tướng Maxwell Taylor, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Johnson, từng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam đã khái quát: tất cả chúng ta đều có phần của mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chúng ta, nước Mỹ, không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là những kẻ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó. Nền chính trị Mỹ và người dân Mỹ cũng bị cuộc chiến làm chia rẽ nghiêm trọng. Mỹ đã tốn 676 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến, tính theo giá trị đô la Mỹ của năm 2004, chưa tính các khoản chi tiêu gián tiếp khác. Mức hao tổn này chỉ đứng sau chi phí của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai, tương đương 1.200 tỷ đô la Mỹ,
tính theo thời giá năm 2007. Một tính toán khác cho thấy chính phủ Mỹ đã phải tiêu tốn 950 tỷ đô la Mỹ thời giá 2011 chiến phí. Nếu tính cả chi phí cho cựu chiến binh thì nước Mỹ đã tốn kém tới 1.200 đến 1.800 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến tại Việt Nam. Nếu đem so sánh độ tốn kém của chiến tranh Việt Nam với các chương trình có tính chất tiêu biểu mà chính phủ nước Mỹ đã thực hiện, thì Việt Nam vẫn nổi lên một lần nữa là một trong những công cuộc đắt tiền nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vì toàn bộ hệ thống đường xá giữa các bang chỉ tiêu tốn 53 tỷ đô la Mỹ trong năm 1912, còn chương trình vũ trụ đưa người lên mặt trăng của Mỹ cũng chỉ tốn 25 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, việc Mỹ phải liên tục in tiền để trả chiến phí cho chiến tranh Việt Nam đã góp phần khiến đồng đô la Mỹ mất giá và tăng lạm phát. Trong cuộc chiến tranh, nhằm đáp ứng yêu cầu của các nỗ lực chiến tranh, các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng được chuyển đổi để sản xuất thiết bị quân sự, gây ra sự sụt giảm hàng hóa, làm tổn thương sâu sắc nền kinh tế. Sự hao tổn chiến phí đã làm thâm hụt ngân sách tăng cao, góp phần đẩy nền kinh tế Mỹ vào một thập niên năm 1970 suy thoái đầy u ám. 41 năm sau chiến tranh, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu về bài học mà Mỹ rút ra trong chiến tranh Việt Nam. Chúng ta, Việt Nam và Mỹ là hai nước độc lập và dù lớn hay nhỏ cũng đều có chủ quyền của mình, phải được tôn trọng tuyệt đối. Nước lớn không thể ăn hiếp nước nhỏ. Bài học của chúng ta trong chiến tranh, trong quá khứ cũng là bài học của cả nhân loại. Những chân giá trị của hòa bình đã được chỉ ra. Chúng ta cũng thấy một điều có tính nguyên lý là độc lập. Không một quốc gia nào có thể áp đặt ý chí lên Việt Nam. Và số phận của người Việt Nam là do người dân Việt Nam quyết định. Năm 1973, chiến tranh Mỹ-Việt Nam kết thúc, thế giới đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng với dân tộc Việt Nam, cuộc chiến vẫn chưa thể dừng lại. Mỹ sau khi rút quân vẫn tiếp tục duy trì viện trợ và cố vấn quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Tới đầu năm 1973, số lượng viện trợ của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa vẫn rất cao, bao gồm 700 máy bay, 500 đại bác, 400 xe tăng và xe bọc thép, 2 triệu tấn vật chất phục vụ chiến tranh. Trong năm 1974, chính quyền Ford vẫn đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp 6 tỷ 200 triệu đô la Mỹ để viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Và từ sau khi hiệp định được ký tới tháng 4 năm 1974, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 27 triệu viên đạn cỡ 7,62 x 51 mm, 112.000 tên lửa và rocket các loại, chủ yếu là không đối đất và chống tăng, và 80.000 quả bom các loại. Sau khi quân đội Mỹ rút hết vào cuối tháng 3 năm 1973, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp tục các hoạt động vận động chính trị nhằm khiến Việt Nam Cộng Hòa tuân thủ hiệp định ngừng bắn trước khi tổ chức tổng tuyển cử. Tuy nhiên, phía Việt Nam Cộng Hòa không có thiện chí thực thi hiệp định, liên tục có các hoạt động vũ trang nhằm chiếm đất lấn dân. Căng thẳng tiếp tục lên cao và đỉnh điểm khi phía Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch tràn ngập lãnh thổ và đưa ra kế hoạch quốc phòng 4 năm từ năm 1974 đến năm 1978. Trong đó nêu rõ mục tiêu tiêu diệt hạ tầng cơ sở của quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở nông thôn. Lực lượng lục quân có 14.000 người, mỗi sư đoàn gồm biệt động quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến. Thậm chí ngày 12 tháng 10 năm 1973, tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đã đề nghị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ về không quân trong các cuộc hành quân thuộc chiến dịch tràn ngập lãnh thổ. Tháng 10 năm 1973, sau khi nhận thấy các nỗ lực chính trị không có hiệu quả, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định chuyển sang chiến lược kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, sẵn sàng đáp trả các hoạt động vi phạm hiệp định của Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc chiến tại Việt Nam do vậy một lần nữa leo thang. Song đây là một cuộc chiến cần thiết để quyết định lịch sử sẽ chọn ai đứng lên lãnh đạo đất nước Việt Nam. Chiến cục sau năm 1972 chính là một phép thử đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cả Việt Nam Cộng Hòa về kinh tế, quân sự và chủ trương đường lối. Vậy cuộc chiến cuối cùng của quân và dân miền Nam sẽ diễn ra như thế nào? Bước ngoặt lịch sử năm 1975 đã được hình thành ra sao? Mời quý vị và các bạn đón xem trong những tập tiếp theo.